Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 951 Điện Thiên Càng. Đúng vậy, khẩu hiệu của bọn họ chính là thuận theo điện thiên càng thì sống, nghịch điện thiên càng thì chết. Chỉ cần không gia nhập điện thiên càng bọn họ thì chính là kẻ địch của bọn họ. Triệu Đình Vũ nói. Điện thiên càng này thật là hung hăng ngang ngược, anh nói cho tôi xem rốt cuộc tổng bộ của bọn họ nằm ở đâu, để tôi dẫn người đi diệt bọn họ. Trương Minh Nguyệt nói. Tôi cũng không biết rõ điện thiên càng này hành động vô cùng thần bí không ai biết tổng bộ của họ ở đâu triệu đình vũ nói tại sao bọn họ lại bí ẩn như vậy trương minh nguyệt hỏi có lẽ bọn họ đang ấp ủ âm mưu động trời nào đó chỉ cần bọn họ thu nạp người nếu người đó không chịu gia nhập thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt cho nên không ai biết điện thiên càng này ở đâu chỉ có người của điện thiên càng mới biết được triệu đình vũ nói điện thiên càng này nhất định là một tà môn ngoại đạo tôi nhất định phải điều tra rõ ràng rồi tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Trương Minh Nguyệt nói, bọn họ đến không giấu vết đi cũng không để lại dấu vết nào, vậy thì cô điều tra như thế nào? Triệu Đình Vũ nói, không phải bọn họ muốn giết chết anh sao sao, lần này hành động của bọn họ đã thất bại, nếu vậy chắc chắn bọn họ sẽ tiếp tục phái người đến đây để giết anh. Chỉ cần bọn họ muốn tiếp tục giết anh thì chúng ta sẽ bắt sống bọn họ sớm thôi sau đó chúng ta sẽ ép cung bọn họ để hỏi ra nơi ẩn náu của điện thiên càng trương minh nguyệt nói chị minh nguyệt muốn lấy tôi làm mồi nhử sao triệu đình vũ nói cái gì mà muốn lấy anh làm mồi nhử không phải ngay từ lúc đầu bọn họ đã có ý định giết anh rồi sao tôi đây chỉ đang tính kế chờ bọn họ tự mình đưa tới cửa mà thôi trương minh nguyệt nói các người nhất định phải bảo vệ tôi và em gái tôi thật tốt đấy triệu đình vũ nói sao anh lại sợ chết như vậy chứ trương minh nguyệt hỏi audio điện tử võ tấn bền bởi vì tôi đang bị thương nếu như tôi không bị thương thì đã tốt hơn rồi nhưng hiện tại vết thương này của tôi còn chưa lành tôi lại không thể chống cự đặc biệt là em gái tôi cô nhất định không được để con bé gặp chuyện gì đâu đấy triệu đình vũ nói biết rồi yên tâm đi chúng ta sẽ bảo vệ tốt hai anh em các người mà em gái của anh còn đang ở nhà vợ của hộ soái hơn nữa lại còn có rất nhiều hộ vệ cho nên cô ấy đang rất an toàn còn anh tôi sẽ ra lệnh cho cách binh linh đề cao cảnh giác đồng thời tôi cũng sẽ phái thêm nhiều người đến để bảo vệ anh hơn trương minh nguyệt nói vậy thì tôi yên tâm hơn rồi triệu đình vũ nói đúng rồi không phải anh người của ma đao môn sao tại sao tôi lại chưa bao giờ nhìn thấy anh dùng đao vậy trương minh nguyệt hỏi bởi vì đao pháp của tôi rất kinh khủng một khi tôi xuất đao thì sẽ có mạng người phải mất mà tôi lại sợ khiến người ta mất mạng cho nên những lúc bình thường tôi sẽ không dùng đao triệu đình vũ nói với giọng điệu nghiêm túc thôi đi anh đừng có tiếp tục nói như vậy nữa nếu đao pháp của anh thật sự lợi hại như anh nói vậy thì tại sao ma đao môn mấy người lại có thể bị người ta tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy chứ trương minh nguyệt nói đó là bởi vì chúng tôi phải đối mặt với những cao thủ đỉnh cao nhất trong võ lâm. Hơn nữa, nhân lực của đối phương so với chúng tôi lại nhiều hơn rất nhiều. Cho dù đao pháp của chúng tôi là lợi hại hơn nữa thì chúng tôi cũng không có khả năng địch lại cả thiên hạ này." Triệu Đình Vũ nói. "Ừm, um, anh nói cũng có đạo lý, tôi tạm thời tin tưởng anh. Cũng không còn sớm nữa, các người nghỉ ngơi sớm đi." Trương Minh Nguyệt nói. "Minh Nguyệt, cô muốn rời đi sao?" Triệu Đình Vũ hỏi đương nhiên tôi còn không đi chẳng lẽ ở đây chăm sóc anh đến bình minh sao trương minh nguyệt nói vậy cô mau trở về nghỉ ngơi đi triệu đình vũ nói tôi còn phải sắp xếp thêm mấy đặc công của tổ đặc công xe đầu tới bảo vệ các người đã trương minh nguyệt nói xong liền rời đi tổ trưởng đi thong thả lại nhị và diệp hoài đồng thời nói trương minh nguyệt đi ra ngoài bệnh viện rồi ra lệnh cho những binh lính này cẩn thận và đề cao cảnh giác hơn phòng ngừa lại có thích khách tập kích sau đó cô ta lại phái thêm vài đặc công của tổ đặc công xe đầu tới bảo vệ lại nhị triệu đình vũ và diệp hoài triệu đình vũ thật không thể ngờ anh lại phải trải qua một biến cố bi thương đến như vậy sau khi lại nhị biết được câu chuyện bi thảm của triệu đình vũ thì lại sinh ra một chút cảm thông với anh ta đúng vậy thâm thù giết cả nhà không độ trời chung một ngày nào đó, tôi nhất định phải chém chết toàn bộ người của Điện Thiên Càng và thay bố mẹ tôi cũng như những người khác trong ma đạo môn báo mối thâm thù đại hận này. Triệu đình vũ oán hận nói. Toàn bộ ma đạo môn của anh cũng không phải là đối thủ của Điện Thiên Càng, vậy thì một mình anh sao có thể diệt được Điện Thiên Càng? Lại nhị hỏi. Chỉ cần tôi có thể lấy lại ma đao của ma đạo môn chúng tôi. Sau đó tôi sẽ luyện thành tuyệt thế đao pháp của ma đạo môn chúng tôi. Như vậy, tôi sẽ có thể báo thù. Triệu Đình Vũ nói, ma đao môn các người, thật sự có ma đao sao? Lại nhỉ có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, nếu không có ma đao, như thế thì làm sao lại được gọi là ma đao môn chứ? Triệu Đình Vũ nói, ma đao của các người trông như thế nào? Lại nhỉ tò mò hỏi. chương 952 ma đao. Ma đao của chúng tôi có tên là Hắc Long Thôn Nguyệt Đao. Thanh đao này dài 1 mét dưới, rộng 30 cm, toàn thân thanh đao này đều là một màu đen triệu đình vũ nói đao lớn như vậy thì có thể dùng được không lại nhị lại hỏi đương nhiên là có thể rồi chỉ cần có thể luyện thành công đao pháp mà chỉ ma đao môn chúng tôi mới có là được rồi triệu đình vũ nói đao pháp mà chỉ mấy người mới có là đao pháp gì lại nhị lại tò mò hỏi đao pháp mà chỉ chúng tôi mới có được gọi là càn khôn thất đao triệu đình vũ nói càn khôn thất đao chẳng phải chỉ có bảy chiêu thôi sao lại nhị hỏi Đúng vậy, sao cô lại biết được thế? Chẳng lẽ cô từng nghe nói qua càn khôn thất đao rồi sao? Triệu đình vũ tỏ ra có chút kinh ngạc hỏi. Chưa từng nghe nói qua, nhưng mà tôi đoán vậy. Dù sao từ cái tên cũng có thể thấy được, càn khôn thất đao, không phải là có tổng cộng 7 chiêu hay sao? Lại nhị nói. Không sai, cô thật thông minh, vậy mà cô cũng đoán ra được điều này. Triệu đình vũ nói. Vậy anh đã học được càn khôn thất đao chưa? Lại nhị lại hỏi. Chưa, tôi mới chỉ học được chiêu đầu tiên của càn khôn thất đao mà thôi triệu đình vũ nói anh mới chỉ học được chiêu đầu tiên thôi sao thật là ít lại nhị nói càn khôn thất đao này vô cùng có uy lực cho nên để học được cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì đến bố của tôi cũng chỉ có thể học được hai chiêu đầu tiên của càn khôn thất đao mà thôi triệu đình vũ nói vậy anh còn nói đao pháp của mình rất kinh khủng anh cũng chỉ là kẻ mới nhập môn vậy thì kinh khủng ở chỗ nào chứ lại nhị nói. Diệp Hoài cũng cảm thấy rất tò mò về ma đao môn của triệu đình vũ cùng với Hắc Long thôn Nguyệt Đao, nhưng cô ấy vẫn không có xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ mà chỉ yên lặng ở một bên nghe. Vậy là cô không biết rồi, chỉ cần học được chiêu đầu tiên của càn khôn thất đao đã rất lợi hại. Hơn nữa, ma đao môn chúng tôi còn có rất nhiều đao pháp. Ngoại trừ càn khôn thất đao, tôi còn học được rất nhiều đao pháp khác của ma đao môn chúng thôi. Nếu chỉ là đối phó với những cao thủ bình thường thì cũng không cần phải dùng tới đao pháp Càn Khôn Thất Đao, chỉ cần dùng đao pháp khác của Ma Đao Môn là có thể thừa sức đánh thắng." Triệu Đình Vũ nói. "Vậy hiện tại Hắc Long Thôn Nguyệt Đao của anh đang ở đâu?" Lại nhị lại hỏi. "Lúc các cao thủ của Điện Thiên Càng vây đánh Ma Đao Môn chúng tôi, Ma Đao Môn bị bại trận và bị tàn sát rất thảm hại tàn sát, Hắc Long Thôn Nguyệt Đao đã bị người của Điện Thiên Càng cướp đi." Triệu Đình Vũ Thương Tâm nói. "Thật đáng tiếc." thanh hắc long thôn nguyệt đao này chỉ cần nghe tên đã cảm thấy rất trâu bỏ rồi nhưng mà lại bị rơi vào tay kẻ địch lại nhị cũng tiếc nuối nói đúng vậy trên đời này có rất nhiều những truyền thuyết kỳ là về việc đúc và lai lịch của thanh hắc long thôn nguyệt đao này cho dù có nói ba ngày ba đêm cũng không thể nào nói hết triệu đình vũ nói có phải là thật hay không vậy anh cứ chậm rãi nói cho tôi nghe đi tôi muốn nghe một chút lại nhị tò mò cô ấy muốn nghe câu chuyện về truyền thuyết tạo nên thanh ma đao này một lời khó nói hết tóm lại đây là một thanh ma đao vô cùng thần kỳ nó có thể hấp mọi vật của đất trời rồi ngưng tụ thành rồng với uy lực vô cùng lớn tất cả các con thú mà nhìn thấy thì đều phải hoảng sợ bỏ chạy từ khi xuất hiện thanh đao này đã từng mấy lần đổi chủ giết vô số người về sau tổ sư của ma đao môn chúng tôi mới đoạt được bởi vì ám khi của thanh đao này quá nặng lại là một vật không tốt cho nên tổ sư của chúng tôi mới không muốn nó lại tái xuất trên giang hồ mà bừa bãi giết chết người vô tội vì thế ông ấy mới phong ấn nó trong thạch thất của môn phái mà chưa từng sử dụng qua bởi vì ma đao môn chúng tôi chưa từng sử dụng thanh đao này cho nên khi người của điện thiên càng tập kích không ai có thể dùng thanh ma đao này để giết địch vì vậy chúng tôi mới bị đẩy đến hoàn cảnh diệt môn triệu đình vũ đã kể tóm tắt cho lại nhĩ nghe một chút lai lịch của thanh hắc long thôn nguyệt đao thật sự là không thể tưởng tượng được, trên thế gian lại có thứ thần kỳ đến như vậy. Thanh đao này cũng thật là kinh khủng, lại nhị cảm thán nói. Không có gì đáng phải ngạc nhiên đâu, không phải hộ soái lê cũng có một thanh kiếm thần tiểu lâu thính vũ hay sao? Triệu đình vũ nói, anh nói cũng đúng, thanh ma đao thần kỳ như vậy mà lại bị người của điện thiên càng cướp đi, thật sự là rất đáng tiếc. Nếu không, có thể để cho thanh hắc long thôn nguyệt đao này và kiếm thần tiểu lâu thính vũ so sánh xem rốt cuộc ai lợi hại hơn lại nhị đột nhiên nghĩ chuyện này tôi không dám so sánh với kiếm thần tiểu lâu thính vũ của hộ soái lê đâu triệu đình vũ nói chỉ là so sánh thôi mà cũng không phải là chân chính đánh một trận sống còn nhưng mà hiện tại nói mấy chuyện này cũng vô dụng dù sao thanh ma đao đó cũng không ở trong tay anh lại nhị nói một ngày nào đó tôi sẽ đoạt lại hắc long thôn nguyệt đao của ma đao môn chúng tôi triệu đình vũ nói đao phổ của càn khôn thất đao cũng bị người của điện thiên càng cướp đi sao lại nhị lại hỏi chuyện này thì không triệu đình vũ nói vậy thì hiện tại đao phổ của càn khôn thất đao đang ở đâu lại nhị lại tò mò hỏi thời điểm người của điện thiên càng vây công ma đao môn bố tôi đã giao đao phổ của càn khôn thất đao cho tôi để tôi mang theo đao phổ này mà chạy trốn Triệu Đình Vũ nói, chương 953 đao phổ, thì ra đao phổ của càn khôn thất đao đang ở trong tay anh. Có thể lấy ra cho ta xem đao phổ của càn khôn thất đao này rốt cuộc trông như thế nào. Lại nhị hỏi, tôi lại không mang theo đao phổ của càn khôn thất đao trên người, cho nên không thể cho cô xem được. Triệu Đình Vũ nói, một thứ quan trọng như vậy mà anh lại không mang theo bên người sao? Có phải là anh không muốn cho tôi xem, đúng không? Lại nhị nói, không phải là tôi không muốn cho cô xem mà là bởi vì một thứ quan trọng như vậy nên tôi cũng không dám mang theo bên người tôi sợ bị người của điện thiên càng truy sát rồi cướp mất đao phổ của càng khôn thất đao triệu đình vũ nói anh không mang theo trên người chẳng lẽ anh lại không sợ bị người khác đánh cắp mất sao lại nhị hỏi tôi đã giấu đao phổ ở một nơi bí mật người khác không thể tìm ra được triệu đình vũ nói nghe triệu đình vũ nói như vậy lại nhị cũng không tiện hỏi thêm để tránh việc cho triệu đình vũ cho rằng cô ấy đang có động cơ trộm đao phổ của càn khôn thất đao. Điện thiên càng có nhiều cao thủ như vậy mà hiện tại lại đoạt được hắc long thôn nguyệt đao của các người, vậy thì chắc khác nào hổ được thêm cánh. Nếu anh muốn báo thù thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lại nhị nói, tuy điện thiên càng đã đoạt được hắc long thôn nguyệt đao, nhưng bọn họ lại không có được đao phổ của càn khôn thất đao. Vì thế bọn họ cũng không thể phát huy được hết huy lực của hắc long thôn nguyệt đao triệu đình vũ nói hắc long thôn nguyệt đao vốn là một thanh ma đao thần kỳ vì sao phải có được đao phổ của càn khôn thất đao mới có thể phát huy được hết uy lực của hắc long thôn nguyệt đao chứ lại nhị hỏi bởi vì hắc long thôn nguyệt đao và đao phổ càn khôn thất đao thích hợp với nhau chỉ khi nào dùng hắc long thôn nguyệt đao kết hợp với đao pháp của càn khôn thất đao thì mới có thể khiến thanh hắc long thôn nguyệt đao này phát huy được hết uy lực của nó mà thanh hắc long thôn nguyệt đao này lại quá lớn quá dài nếu như sử dụng đao pháp khác thì nó lại không thể phát huy được hết uy lực triệu đình vũ nói theo như anh nói muốn phát huy toàn bộ uy lực của thanh hắc long thôn nguyệt đao đó thì nhất định phải học được toàn bộ đao pháp của càn khôn thất đao sao lại nhị hỏi đúng vậy chính là như vậy tuy nhiên để có thể học được mấy chiêu đầu tiên của càn khôn thất đao thì gần như đã có thể xưng bá võ lâm rồi nếu như có thể học được toàn bộ thì ngoại trừ kiếm thần tiểu lâu thính vũ của hộ soái lê gia có khi là có thể vô địch thiên hạ rồi. Triệu Đình Vũ nói. Hắc Long Thôn Nguyệt Đao của các người thật sự lợi hại như vậy sao? Lại Nhị cảm thán nói. Tất nhiên là như vậy rồi. Không phải là tôi đang khoe khoang. Nếu tôi mà học được Đao Pháp Càn Khôn Thất Đao, hơn nữa còn có Hắc Long Thôn Nguyệt Đao thì đừng nói là lấy một địch nghìn, cho dù là có lấy một địch mười nghìn thì cũng không thành vấn đề gì. Triệu Đình Vũ nói. Điều này làm cho tôi nhớ tới một câu nói. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ đừng dám không theo ỷ thiên không ra ai dám tranh phong lại nhị nói ha ha đúng vậy triệu đình vũ cười nói nghe đến đây cuối cùng diệp hoài cũng không nhịn được mà xen vào chúng ta có thể thay đổi câu nói này thay đổi thành cái gì triệu đình vũ hỏi đổi thành võ lâm trí tôn mà đào hắc long hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo tiểu lâu không ra ai tranh phong diệp hoài nói chị diệp hoài sửa lại thật hay Thật kỳ diệu, Triệu Đình Vũ nói, quá khen rồi, tôi cũng chỉ thay đổi một chút mà thôi. Nhưng về mặt cơ bản là cũng không có gì thay đổi cả. Diệp Hoài nói, tên Hắc Long thôn nguyệt đao so với của kiếm thần tiểu lâu thính vũ của hộ soái Lê nghe có vẻ khí phách hơn nhiều. Tôi còn đang lo lắng kiếm thần tiểu lâu thính vũ của hộ soái Lê không thể địch lại Hắc Long thôn nguyệt đao." Lại nhị nói, chuyện này khá khó nói, dù sao, tên kiếm cũng không phải là vấn đề quan trọng quan trọng là uy lực của kiếm. Mặc dù, tên thần kiếm của hộ soái Lê có vẻ khá thơ mộc, nhưng uy lực của kiếm là điều không thể nghi ngờ. Tôi cũng đã từng được nhìn thấy kiếm của anh ấy, đó thực sự mà một thanh thần kiếm tuyệt thế. Triệu Đình Vũ nói. Triệu Đình Vũ, Lại Nhị và Diệp Hoài cứ như vậy mà ở trong phòng bệnh luận đao kiếm, càng tán gẫu lại càng hăng hái. Vì thế, bọn họ cũng không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Sau khi Trương Minh Nguyệt trở về, vốn dĩ cô ta còn đang định báo cáo với Lê Vĩnh Thiên về chuyện cao thủ của Điện Thiên Càng đến bệnh viện quân đội để ám sát Triệu Đình Vũ. Nhưng, sau khi cân nhắc thì thấy lúc này đã là dạng sáng rồi, chắc Lê Vĩnh Thiên cũng đã đi ngủ rồi cho nên cô ta cũng không đến báo cáo nữa. Cô ta dự định để ngày mai sẽ đến báo cáo với Lê Vĩnh Thiên. Dù sao chuyện có người tới ám sát Triệu Đình Vũ cũng không phải là chuyện quân gì khẩn cấp, mà đây cũng không được coi là một chuyện gì quá to tát loại chuyện nhỏ này cũng không cần vội vàng báo cáo với hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc. Hộ soái bảo vệ thứ nhất của Long Quốc, Lê Vĩnh Thiên, chính là một người bận trăm công nghìn việc, là người gánh vác toàn bộ an nguy cho cả Long Quốc. Cho nên, nếu không phải là chuyện gì to tát thì không được làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh. Tin tức ổ hư minh và tuân vô hàn ám sát triệu đình vũ thất bại và đã bị bắn chết được truyền đến nhà họ ngụy một cách rất nhanh chóng ngụy nghiêm biết chuyện mấy cao thủ mà đứa con trai thứ hai của mình ngụy nguyên tùng đã hành động thất bại thì nhất thời nổi giận lôi đình nguyên tùng sao con lại làm như vậy mấy cao thủ mà con phái đi sao đến một người đang bị trọng thương và phải nằm trên giường bệnh như triệu đình vũ mà cũng không giết được vậy bố không phải là mấy cao thủ con phái đi không lợi hại mà là đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngụy nguyên tùng đầu đầy mồ hôi nói xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngụy nghiêm hỏi trong phòng bệnh xuất hiện hai người phụ nữ có võ công cao cường chính bọn họ đã phá hỏng kế hoạch ám sát của ổ hư minh và tuân vô hàn ngụy nguyên tùng nói không phải ổ hư minh và tuân vô hàn là những cao thủ giỏi nhất của điện thiên càng sao tại sao ngay cả hai người phụ nữ mà bọn họ cũng không đối phó được ngụy nghiêm hỏi bọn con đã điều tra rõ ràng hai người phụ nữ kia đều không phải là người đơn giản ngụy nguyên tùng nói bọn họ đến từ đâu ngụy nghiêm hỏi một người trong số họ là đặc công Diệp Hoài của tổ đặc công xe đầu, người kia là Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng của tổ đặc công xe đầu. Ngụy Nguyên Tùng nói: cái gì? Trương Minh Nguyệt và Diệp Hoài của tổ đặc công xe đầu cũng đến phòng bệnh của Triệu Đình Vũ sao? Ngụy Nhiêm cực kỳ kinh ngạc. đúng vậy, nếu như không phải bọn họ kịp thời xuất hiện trong phòng bệnh thì bây giờ ổ hư Minh và Tuân vô hàn đã thành công rồi. người chết chắc chắn là Triệu Đình Vũ, chứ không phải ổ hư Minh và Tuân vô hàn. Ngụy Nguyên Tùng nói, nếu đã chọc vào tổ đặc công xe đầu thì chuyện lần này sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Ngụy Nghiêm tức giận nói, chương 954 phiền toái. Bố, chuyện này thì có gì phiền toái chứ? Ngụy Nguyên Tùng hỏi, tổ đặc công xe đầu là bộ phận tình báo thần bí nhất Long Quốc. Nếu bọn họ điều tra ra thân phận của ổ hư minh và tuân vô hàn, từ đó truy ra việc chúng ta đã thành lập điện thiên càng, vậy thì xong đời rồi. Ngụy Nghiêm nói, Ổ Hư Minh và Tuân Vô Hàn là người trong Võ Lâm, không có chứng minh thư, bọn họ chắc chắn không thể tra ra được được." Ngụy Nguyên Tùng nói. "Vậy nếu Triệu Đình Vũ nói cho bọn họ biết, Ổ Hư Minh cùng Tuân Vô Hàn là người của Điện Thiên Càng thì sao?" Ngụy Nghiêm nói. "Cho dù Triệu Đình Vũ biết bọn họ là người của Điện Thiên Càng, thì bọn họ cũng không thể tìm ra nơi ẩn náu của Điện Thiên Càng." Ngụy Nguyên Tùng nói. "Tổ Đặc Công xe đầu là một nơi thần thông quảng đại, chỉ cần có một chút dấu vết" bọn họ chắc chắn sẽ điều tra ra và truy tìm đến Điện Thiên Càng chính là do chúng ta thành lập. Nếu để cho quốc vương của Long Quốc và Lê Vĩnh Thiên phát hiện ta chúng ta đã âm thầm thành lập Điện Thiên Càng, vậy nhà họ Ngụy chúng ta sẽ bị nghi ngờ có mưu đồ tạo phản. Đến lúc đó cả nhà họ Ngụy chúng ta đều bị xử chém thì cũng không phải là một chuyện không có khả năng." Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Nguyên Tùng nghe Ngụy Nghiêm nói một cách nghiêm trọng như vậy, cũng bị dọa cho không nhẹ. Cậu ta vội vàng nói, "Bố vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây con đã quá ý khinh địch rồi hiện tại bố cũng không biết phải làm sao bây giờ ngụy nghiêm nói con cũng không cách nào để dự đoán được người của tổ đặc công xe đầu sẽ ở trong phòng bệnh của triệu đình vũ nếu con biết chuyện này từ sớm thì con đã trực tiếp phái những cao thủ giỏi nhất của điện thiên càng đi rồi ngụy nguyên tùng nói hiện tại nói cái gì cũng vô dụng chỉ có thể hy vọng anh em triệu đình vũ không nói ra chuyện điện thiên càng mà thôi ngụy nghiêm nói nếu không, con lại phái cao thủ giỏi nhất của Điện Thiên Càng đến Bệnh viện Quân đội thành phố Đà Lạt để tiêu diệt hai anh em Triệu Đình Vũ. Chỉ cần hai anh em này chết thì bọn họ sẽ không thể nói chuyện Điện Thiên Càng ra. Bây giờ đã quá muộn rồi, nếu bọn họ muốn nói, bọn họ cũng đã nói rồi. Hiện tại tổ đặc công xe đầu khẳng định đã làm tốt công tác phòng bị, chờ chúng ta phái người đi tự đầu hàng. Sau đó bọn họ sẽ bắt sống người để bước hỏi ra nơi ẩn náu của Điện Thiên Càng. Ngụy Nghiêm nói. Nếu không, chúng ta thừa dịp hiện tại chuyện này còn chưa bị bại lộ, đêm nay lập tức đánh vào Long cung, liền giết vào Long cung, phát động cuộc đảo chính này đi." Ngụy Nguyên Tùng nói. "Không được, hiện tại quốc vương của Long quốc đã triệu tập nam đại hộ soái của Long quốc vào cung, ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các hộ soái của Long quốc. Mà lúc này, năm đại hộ soái đã tập trung tại Long cung, vì vậy đây chính là thời điểm không thích hợp nhất để phát động một cuộc đảo chính." Ngụy Nghiêm nói. "Cái này cũng không được." cái kia cũng không được, vậy rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ngụy Nguyên Tùng đã bó tay, không nghĩ ra được kế sách nào khác. Bây giờ chỉ có thể yên tĩnh xem xét tình hình, phải giám sát chặt chẽ động thái của tổ đặc công xe đầu, một khi bọn họ có khả năng truy tìm đến nơi ẩn náu của điện thiên càng, chúng ta phải lập tức ứng phó. Ngụy Nghiêm nói, được, con sẽ phái người giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của tổ đặc công xe đầu. Ngụy Nguyên Tùng nói, lúc này, con trai cả của Ngụy Nghiêm, Ngụy Nguyên Trác cũng bắt đầu báo cáo với Ngụy Nghiêm về thành tích của mình, "Bố, tối qua Trương Cường đã bị người của chúng ta giết chết." "Được rồi, Nguyên Trác, con đã làm rất tốt, cử con đi làm việc, bố cảm thấy rất yên tâm." Ngụy Nghiêm nói. "Cảm ơn bố đã khen ngợi." Ngụy Nguyên Trác nói. "Nguyên Tùng, con phải đi theo học hỏi anh cả của mình nhiều hơn. Làm chuyện gì cũng phải bình tĩnh một chút, chỉ có như vậy mới có thể làm nên chuyện lớn." Ngụy Nghiêm nói. "Đúng vậy, bố dạy phải, con nhất định sẽ học hỏi thêm nhiều điều từ anh cả. Tuy ngoài miệng Ngụy Nguyên Tùng nói như vậy, nhưng trong lòng cậu ta lại cảm thấy cũng rất không phục. Ngày hôm sau, khi Lê Vĩnh Thiên vừa mới rời giường thì anh đã nhận được điện thoại của Trương Minh Nguyệt. Nhìn thấy là Trương Minh Nguyệt gọi điện thoại tới, Lê Vĩnh Thiên lập tức biết nhất định là cô ta có chuyện tương đối quan trọng phải báo cáo với mình. Tổ trưởng Trương, có chuyện gì vậy? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Hộ soái tối hôm qua có thích khách đến bệnh viện quân đội ám sát Triệu Đình Vũ. Trương Minh Nguyệt nói, vậy Triệu Đình Vũ thế nào rồi? Lê Vĩnh Thiên có chút lo lắng hỏi, Triệu Đình Vũ đã từng cứu vợ và mẹ của anh, cho nên anh ta chính là ân nhân của anh. Nếu anh ta mà xảy ra chuyện, vậy thì anh sẽ không có cơ hội để báo đáp ơn nghĩa này của anh ta. Tối hôm qua, đúng lúc tôi cũng đi thăm lại nhị, cho nên hai tên thích khách đó đều bị tôi và Diệp Hoài đánh đến mức bỏ chạy sau đó bị chúng tôi bắn chết, triệu đình vũ không sao. Trương Minh Nguyệt nói, chương 955 thân phận. Lê Vĩnh Thiên nghe thấy triệu đình vũ không có việc gì mới thở phào nhẹ nhóm, hỏi triệu đình vũ cũng không phải người trong quân đội, cũng không phải nhân vật gì quan trọng, vì sao lại có thích khách đến ám sát anh ta. Triệu đình vũ là con trai của môn chủ Ma Đao Môn, những thích khách đó cũng là người trong võ lâm, bọn họ là người đã tiêu diệt Ma Đao Môn. Mà trong Ma Đao Môn này, chỉ có triệu đình vũ và em gái của anh ta trốn thoát bọn người kia lại muốn diệt cỏ tận gốc cho nên mới truy sát đến tận chỗ này trương minh nguyệt nói mà đào môn là cái gì người trong võ lâm nào trong đầu lê vĩnh thiên chỉ có một làn xương cho nên anh đã lên tiếng hỏi triệu đình vũ nói trên thế gian này có rất nhiều môn phái ẩn thế mà cũng có rất nhiều cao thủ võ lâm ở ẩn trương minh nguyệt nói đến tận bây giờ mà vẫn có môn phái và cao thủ võ lâm ẩn thế sao lê vĩnh thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc đúng vậy xem ra hiểu biết của chúng ta còn rất hạn hẹp vậy mà chúng ta lại không biết trên thế gian còn có sự tồn tại của các cao thủ võ lâm trương minh nguyệt nói tên thích khác đến để ám sát triệu đình vũ là người của môn phái nào lê vĩnh thiên hỏi theo triệu đình vũ nói bọn họ là người của điện thiên càng trương minh nguyệt nói điện thiên càng sao điện thiên càng là môn phái gì lê vĩnh thiên hỏi Điện Thiên càng là một tổ chức thần bí, ngay cả triệu đình vũ cũng không biết tổng bộ của bọn họ ở đâu. Trước mắt, chúng tôi vẫn không biết chuyện này, Trương Minh Nguyệt nói. Vì sao Điện Thiên càng này lại phải tiêu diệt ma đao môn của triệu đình vũ? Lê Vĩnh Thiên lại hỏi. Trong những năm gần đây, Điện Thiên càng đã chiêu mộ được không ít những cao thủ tài giỏi trong võ lâm. Chỉ cần không gia nhập vào Điện Thiên Càng thì tất cả những người đó đều sẽ bị Điện Thiên Càng diệt môn, Điện thiên càng này chiêu mộ nhiều cao thủ tài giỏi như vậy, tôi cảm thấy có lẽ bọn họ đang ấp ủ một âm mưu động trời. Trương Minh Nguyệt nói, nhất định phải điều tra cho rõ ràng, nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu của điện thiên càng. Long quốc chúng ta tuyệt đối không cho phép loại tà môn ngoại đạo này tồn tại. Nhất định không được để bọn họ gây ra sóng gió. Lê Vĩnh Thiên nói, gió, tôi chắc chắn sẽ điều tra ra manh mối. Trương Minh Nguyệt nói, còn nữa, Nhất định phải phái thật nhiều người đến bảo vệ anh em Triệu Đình Vũ cho tốt, không thể để bọn họ xảy ra chuyện được." Lê Vĩnh Thiên nói. "Tôi đã phái nhiều người đến bảo vệ bọn họ rồi." Trương Minh Nguyệt nói. "Vậy thì tốt, nếu như không có chuyện gì khác, tôi còn phải đi họp." Lê Vĩnh Thiên nói. "Được, tôi cũng không còn chuyện gì khác, hộ soái, anh mau đi họp đi." Trương Minh Nguyệt cũng biết Lê Vĩnh Thiên sắp có cuộc họp cùng với năm hộ soái, cho nên cô ta cũng không dám làm trì hoãn thời gian của anh sau khi cúp điện thoại lê vĩnh thiên lập tức đi vào long cung để gặp quốc phương của long quốc sau khi năm hộ soái của long quốc đã có mặt đầy đủ quốc phương của long quốc lập tức cùng bọn họ tổ chức một cuộc họp cấp cao trong sự bí mật trong những cuộc hội nghị như thế này này chỉ có quốc phương của long quốc và năm hộ soái không có đại thần nào khác đến tham dự năm vị hộ soái lần lượt là hộ soái bảo vệ thứ nhất kiêm hộ soái trấn tây của long quốc lê vĩnh thiên tiếp theo là hộ soái trần trung Lưu Du Thiên. Kế tiếp là hộ soái Trấn Đông, Bành Tuấn Vũ. Sau đó là hộ soái Trấn Nam, Trần Kiệt. Cuối cùng là hộ soái Trấn Bắc Trương Lâm Lương. Hội nghị lần này, quốc vương của Long Quốc gọi là hội nghị Long Hổ. Đây là một cuộc họp của một con rồng và năm con hổ. Các vị hộ soái, lần này liên quân của năm nước đã tiến vào địa phần của Long Quốc chúng ta. Trước mặt, tuy quân địch đã bị chúng ta đánh lùi và trục xuất ra khỏi long quốc nhưng bọn họ vẫn đang tiếp tục phát động cuộc chiến tranh xâm lược và đã khiến cho long quốc chúng ta tổn thất rất nhiều không chỉ là về con người mà còn về kinh tế trước mắt mới chỉ có lang quốc là đồng ý đầu hàng và khuất phục long quốc chúng ta bốn nước còn lại vẫn nhìn chằm chằm vào long quốc chúng ta như cũ các người cảm thấy tiếp theo long quốc chúng ta nên làm như thế nào quốc phương của long quốc hỏi thưa quốc phương mà tương cho rằng chúng ta nên thừa dịp mấy nước kẻ thù bị thua trận một cách thảm hại, khiến cho lòng quân bị dao động mà xuất binh thảo phạt bọn họ. Sau đó, chúng ta sẽ đặt ra địa vị bá chủ của Long Quốc. Hộ soái Trấn Đông Bành Tuấn Vũ nói. Thưa quốc vương, Long Chủ, mà Tương cũng cho rằng chúng ta nên xuất binh thảo phạt để tạo nên uy lực của Long Quốc. Đồng thời, bắt bọn họ phải trả một cái giá đắt. Có như vậy, từ nay về sau, bọn họ chắc chắn sẽ không dám xâm phạm vào lãnh thổ Long Quốc chúng ta nữa hộ xoái chân bác trương lâm lương cũng nói. Thưa quốc vương, mục đích của chúng ta là, người không phạm ta, ta không phạm nhân. Nhưng nếu người đã phạm ta, ta nhất định sẽ phạm người. Bọn họ đã động đến chúng ta thì mà tướng cho rằng chúng ta nhất định phải đánh trả. Hộ xoái Trấn trung, Lưu Du Thiên cũng nói. chương 956 hội nghị. Quốc vương Long Quốc, ngài đã từng nói trong lễ tuyên thệ, rằng kẻ xâm phạm Long Quốc ta đều phải bị diệt phong. Hiện nước liệp ưng, nước cự hùng, sư quốc, nước dẫn giao đều không hề có ý định đầu hàng hoặc ngừng chiến, đã đến lúc chúng ta thực hiện lời thề, xuất binh tiêu diệt họ. Hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt nói. Được, bốn vị hộ soái đều nói có lý. Quốc phương Long Quốc nghe thấy bốn vị hộ soái đều tán thành ra quân đánh dẹp quân địch, lập tức vui mừng. Sở dĩ quốc phương Long Quốc chỉ cho năm đại hộ soái của Long Quốc tham dự cuộc hội nghị này mà không để các vị văn thần cùng tham gia, chính là vì lo sợ văn thần sẽ ham sống sợ chết, phản đối gia quân viễn trinh. Cuộc hội nghị này là tuyệt mật, ngoài quốc vương Long Quốc và năm đại hộ soái ra thì không còn người nào khác. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, thậm chí anh ta còn không để người khác ghi chép lại nội dung cuộc họp. Bây giờ chỉ còn lại hộ soái số một Long Quốc, cũng chính là Lê Vĩnh Thiên vẫn chưa phát biểu ý kiến. Hộ soái Lê, anh nghĩ sao về chuyện này? Lúc này, quốc vương Long Quốc lại đặt câu hỏi với Lê Vĩnh Thiên. Thưa quốc vương, mà tướng cho rằng một khi ra quân viễn trinh thì nhất định chúng sinh sẽ khổ sở, vô số tướng sĩ chết trận, dân chúng thiên hạ sẽ trôi giạt lang thang, nhà tan cửa nát. Gia quân viễn trinh chính là dốc hết binh lực, nếu làm không tốt thì Long Quốc sẽ bị hủy hoại tất cả. Lê Vĩnh Thiên nói, quốc vương Long Quốc và bốn hộ soái khác nghe vậy thì đồng loạt sướng sờ, không ngờ đến lúc này rồi mà Lê Vĩnh Thiên vẫn sẽ phản đối gia quân viễn trinh. Hộ soái Lê, chiến tranh nào mà không có sự hy sinh chứ? anh là hộ soái số một của Long Quốc thì chắc hẳn anh sẽ biết rõ đạo lý lấy chiến để dừng chiến. Bây giờ chúng ta ra quân đánh dẹp các nước phe địch để đổi lấy Thái Bình trăm năm, đây là một hành động công tại đương thời, lợi cho thiên thu. Quốc phương Long Quốc nói, Long Quốc phương mang chí hướng lớn, mong muốn gây dựng bá nghiệp với kế hoạch to lớn, mà tướng rất kính phục. Nhưng mà mà tướng vẫn cho rằng ra quân viễn trinh không phải là kế hay. Lê Vĩnh Thiên nói, vậy theo như ý kiến của hộ soái lê thì cái gì mới là kế hay quốc vương long quốc hỏi mà tướng cho rằng khi chỉ cần trả cái giá nhỏ nhất để chinh phục địch quốc mới là kế hay nhất lê vĩnh thiên nói không ra quân thì làm sao chinh phục địch quốc đây quốc vương long quốc hỏi sẽ luôn có cách lê vĩnh thiên nói mời hộ soái lê hãy nói rõ dùng cách gì dùng như thế nào mới có thể chinh phục địch quốc với cái giá nhỏ nhất quốc vương long quốc lại hỏi quốc phương, thật ra chúng ta có thể tiến hành giết đầu não. Lê Vĩnh Thiên vừa lên tiếng đã khiến mọi người kinh ngạc. Anh đã luôn vắt óc suy nghĩ từ sau khi quốc vương Long Quốc cho mở cuộc họp ở khách sạn Thiên Long, rồi mới cho ra được kế sách này. Quốc phương Long Quốc và bốn hộ soái còn lại vừa nghe thấy đã ngây người. Tiếp theo, Lê Vĩnh Thiên nói, chỉ cần giết chết đầu não của địch quốc thì chắc chắn sẽ khiến cho địch quốc hỗn loạn, lòng người hoang mang, từ đó khiến họ khuất phục. Nếu đến lúc đó địch quốc vẫn chưa chịu khuất phục thì chúng ta sẽ tranh thủ bọn họ không có thủ lĩnh, nội bộ rối loạn mà ra quân dẹp yên, tiêu diệt họ trong một lần. Kế hoạch này của hộ soái Lê thật hay, chỉ là bên cạnh đầu não của địch quốc đều có thị vệ bảo vệ, khắp nơi đều trang bị an ninh chặt chẽ, làm sao có thể giết được họ. Quốc phương Long Quốc hỏi, tuy không thể nắm chắc hoàn toàn là sẽ giết được đầu não của địch quốc nhưng nếu hành động thất bại thì chúng ta cũng chỉ tổn thất vài đặc công mà thôi, chứ không phải là thiên quân vạn mã đây chính là cái giá nhỏ nhất phải trả còn nếu thành công thì có thể tránh được chúng sinh khổ sở từ đó đạt được mục đích chinh phục địch quốc lê vĩnh thiên nói hộ soái lê nói có lý lắm các vị hộ soái khác nghĩ thế nào quốc vương long quốc lại hỏi các hộ soái khác mà tướng cho rằng kế sách của hộ soái lê khả thi có thể thử xem sao hộ soái trần bắc trương lâm lương nói mà tướng cũng nghĩ rằng kế sách này của hộ soái lê rất tuyệt vời một khi thành công thì tướng sĩ của Long Quốc chúng ta không cần phải chết trận cũng có thể khiến cho địch quốc hoảng sợ. Hộ soái Trấn Nam, Trần Kiệt nói. Mà tướng cho rằng, tuy kế sách của hộ soái Lê Khả Thi nhưng xung quanh đầu não của địch quốc được canh giữ nghiêm ngặt, bảo vệ tầng tầng lớp lớp, không dễ dàng tiếp cận, muốn giết họ thì đúng là khó hơn lên trời. Hộ soái Trấn Trung, Lưu Du Thiên nói. Mà tướng thì nghĩ rằng kế sách của hộ soái Lê là thanh kiếm hai lưỡi, có lợi cũng tất có hại cho dù có thể thành công giết được đầu não của địch quốc, người kế vị của họ sẽ lập tức lên thay thế, chúng ta giết chết đầu não sẽ khiêu khích lòng phẫn nộ của toàn quân và tướng sĩ của họ, sau đó họ sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Hộ soái Trấn Đông, Bành Tuấn Vũ nói. Trong số bốn vị hộ soái thì có hai người tán thành, hai người phản đối. Quốc Phương Long Quốc hơi khó xử. Hộ soái Lưu và hộ soái Bành cũng nói có lý lắm. Hộ soái Lê, anh nghĩ sao về ý kiến của hộ Soái Lưu và hộ Soái Bành?" Quốc Vương Long quốc lại hỏi. "Hộ Soái Lưu cũng không nói sai, muốn giết được đầu não của địch quốc đúng là rất khó khăn nhưng Long quốc chúng ta không thiếu cao thủ, không thử thì làm sao biết không được." Còn về ý kiến của hộ Soái Bành thì cũng có lý. Nhưng mà nếu chúng ta thành công giết đầu não thì chắc chắn người kế vị của địch quốc sẽ lên thay thế trong vội vã, sẽ không có sự chuẩn bị kỹ càng, lòng quân chưa vững, chưa thể hoàn toàn nắm giữ được quyền hành nội bộ chắc chắn cũng sẽ có người không phục muốn tranh thủ xoán ngôi đoạt vị địch quốc nhất định sẽ chia năm xẻ bảy rơi vào hỗn loạn lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra quân đánh dẹp lê vĩnh thiên nói quốc phương long quốc và bốn vị hộ xoái nghe lê vĩnh thiên nói vậy đều cảm thấy anh phân tích rất hợp lý hộ xoái lê nhìn xa trông rộng mà tướng tự thấy không bằng vậy thì cứ làm theo những gì hộ xoái lê nói đi hộ xoái trấn đông bành tuấn vũ nói hộ soái lê nói rất đúng tôi cũng đồng ý làm theo kế hoạch của hộ soái lê sử dụng kế sách này với địch quốc hộ soái trấn trung lưu du thiên nói được nếu mọi người đều đồng ý phương án của hộ soái lê thì cứ quyết định như vậy đi quốc vương long quốc đưa ra quyết định cuối cùng sau đó quốc vương long quốc lại hỏi lê vĩnh thiên hộ soái lê anh định cử ai đi chấp hành nhiệm vụ giết đầu não này chương 957 dự định tôi dự định sẽ tự mình đi ám sát thủ lĩnh của nước đối địch. Lê Vĩnh Thiên nói. Lê Vĩnh Thiên vừa nói xong, quốc vương Long Quốc và bốn vị hộ soái đang ngồi đều sợ ngây người. Không ai có thể nghĩ đến, Lê Vĩnh Thiên lại muốn chính bản thân mình đi đánh phủ đầu. Hộ soái Lê, anh là hộ soái bảo vệ bậc nhất ở Long Quốc, dù sao cũng không thể mạo hiểm như vậy được. Quốc vương Long Quốc nói. Đúng vậy, thân phận của hộ soái Lê liên quan mật thiết với sự an nguy của Long Quốc, sao có thể lấy thân mình để mạo hiểm như vậy được? Hộ soái Trấn Trung Lưu Du Thiên nói. Hộ soái Lê Thân là tổng chỉ huy của 10.000 quân, không thể làm chuyện như vậy được, ngộ nhỡ rơi vào tay quân địch, Long quốc lớn mạnh chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, cái giá này quá lớn. Hộ soái Trấn Bắc Trương Lâm Lương nói. Nếu như hộ soái tiêu ra tay, còn không bằng để tôi đi. Hộ soái Lê hết sức quan trọng ở Long Quốc, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hộ soái Trấn Đông Bành Tuấn Vũ nói hộ soái lê anh ngàn vạn lần không thể xúc động long quốc chúng ta còn nhiều người tài mà chuyện ám sát thủ lĩnh của nước thù địch quá nguy hiểm chuyện như vậy không đến phiên anh mạo hiểm đâu hộ soái trấn nam trần kiệt nói quốc vương long quốc và bốn vị hộ soái tất cả đều nhất trí phản đối việc lê vĩnh thiên tự mình đi làm việc chém đầu chính vì tôi không xuống địa ngục thì đến phiên ai xuống loại chuyện nguy hiểm như vậy hãy để cho tôi đi làm đi tôi có kiếm thần tiểu lâu thính vũ có thể dùng kiếm khí để ám sát thủ lĩnh nước đối địch từ xa lê vĩnh thiên vô cùng tự tin nói lê vĩnh thiên có phải anh điên rồi hay không cho dù anh có kiếm thần có thể giết được thủ lĩnh của nước đối địch thế nhưng sau khi ám sát thủ lĩnh của bọn họ anh rút lui kiểu gì kiếm thần của anh có thể ứng phó được với bom đạn của kẻ thù không anh đừng vì cây kiếm thần tiểu lâu thính vũ này mà coi nhẹ như thế quốc phương long quốc nghiêm túc nói quốc phương tôi Lê Vĩnh Thiên bị quốc vương Long Quốc mắng, hơi cứng họng mà không thể đáp lời. Ta biết rõ tấm lòng tận lực tận trung cho tổ quốc của anh, cho tới bây giờ đều là gương cho binh sĩ, thế nhưng lần này, ta chắc chắn sẽ không đồng ý việc anh mạo hiểm đi như vậy. Anh phải biết rõ thân phận của mình, anh chính là hộ soái bậc nhất của Long Quốc chúng ta. Có lý nào mà hộ soái bảo vệ phải tự mình đi thực thi nhiệm vụ sống còn này? Quốc phương Long Quốc nói. Quốc phương nói đúng đấy, xin hộ soái Lê bình tĩnh. Tấm lòng giết địch đền nợ nước của hộ soái lê, chúng tôi kính phục, thế nhưng loại chuyện chém đầu này, thật sự anh không nên đi. Long quốc chúng ta có rất nhiều cao thủ ám sát, hộ soái lê cần gì phải tự mình đi thực thi chứ? Cái này chẳng phải có phần giao châu mổ gà quá rồi. Hộ soái lê là định hải thần châm của Long quốc chúng ta, nếu như có chuyện gì bất chắc, sau này ai bảo vệ đất nước Long quốc rộng lớn của chúng ta đây? Hộ soái lê, mau nghĩ lại thôi. Bốn vị hộ soái còn lại cũng liên tục khuyên nhủ. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều không để cho tôi đi, vậy thì tôi sẽ không đi. Lê Vĩnh Thiên thấy Quốc Vương Long Quốc và những vị hộ soái khác đều kiên quyết phản đối việc mình thực thi nhiệm vụ phủ đầu này, đành phải cho qua. Quốc Vương Long Quốc và bốn vị hộ soái nghe thấy Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tiếp theo ta bàn luận một chút, thực hiện hành động phủ đầu như thế nào hiện giờ nước đối địch với chúng ta có một cái, một là liệp ưng quốc, hai là cử hùng quốc, ba là sư quốc, còn lại là khâu dẫn quốc, chúng ta chia ra bốn đường, đồng thời cử ra ám sát bốn thủ lĩnh của quân địch, không phải thực hiện từng bước từng bước, phủ đầu từng nơi một. Quốc phương Long Quốc nói, liệp ưng quốc, cử hùng quốc cách xa nghìn trùng, quá xa. Nếu như ám sát hai thủ lĩnh của những nước này, cho dù người chúng ta phái đi có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng rất khó mà quay về được, đến lúc đó nhất định sẽ bị phong tỏa đường lui. Lê Vĩnh Thiên nói, vậy theo ý kiến của hộ soái Lê, là trước tiên không ám sát thủ lĩnh của Liệp ưng quốc và cử hùng quốc. Quốc Phương Long Quốc hỏi, đúng vậy, chúng ta ra tay với sư quốc và khâu dẫn quốc trước. Chỉ cần có thể ám sát thành công hai thủ lĩnh của hai nước này, nhất định sẽ khiến cho thủ lĩnh của Liệp ưng quốc và cử hùng quốc, khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Lê Vĩnh Thiên nói, thế nhưng, khâu dẫn quốc cách chúng ta một vùng biển, Quốc Phương Long Quốc nói Tuy rằng khâu dẫn quốc cách biển, thế nhưng khoảng cách tương đối gần, chúng ta có cách để tiếp ứng người ám sát quay về. Thực sự không còn cách nào để tiếp ứng, thì chúng ta ra quân trình phạt khâu dẫn quốc trước, sau đó thừa dịp hỗn loạn đón những người ám sát quay về. Lê Vĩnh Thiên nói Được, vật thì theo ý của Lê Vĩnh Thiên, trước tiên ám sát sư quốc và khâu dẫn quốc trước. Hộ soái Lê dự định sẽ phái ai đi chấp hành nhiệm vụ này. Quốc vương Long Quốc lại hỏi trong lòng tôi đã có hai người phù hợp nhất, Lê Vĩnh Thiên nói. Rốt cuộc là ai, xin hộ soái tiêu mau nói. Quốc vương Long Quốc thoáng không kịp chờ đợi mà hỏi. Một là tổ trưởng của tổ đặc công xe đầu, Trương Minh Nguyệt, người còn lại là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, Hà Ngọc Vinh. Lê Vĩnh Thiên nói, tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, Trương Minh Nguyệt am hiểu việc mai phục ám sát, phái cô ấy đi tương đối yên tâm. Thế nhưng Hà Ngọc Vinh không phải là đặc công, mà là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, cũng không quá sở trường về việc ám sát, ta hơi lo lắng. Quốc phương Long Quốc nói. Quốc phương lo lắng, mà tướng cũng lo. Thế nhưng trừ Hà Ngọc Vinh ra, mà tướng thực sự không chọn ra được người thích hợp thứ hai, trừ phi để cho mà tướng tự mình đi. Lê Vĩnh Thiên nói. Hộ xoái Lê, anh đừng nói vậy nữa, cho dù thế nào ta cũng không để cho anh tự mình đi được có thể phái một đặc công khác trong tổ đặc công xe đầu thay thế Hà Ngọc Vinh để thực hiện nhiệm vụ này được không? Quốc Phương Long Quốc hỏi. Những đặc công khác trong tổ tuy rằng có năng lực rất mạnh, nhưng trừ tổ trưởng của bọn họ, Trương Minh Nguyệt ra, không ai có năng lực mạnh hơn Hà Ngọc Vinh cả. Hà Ngọc Vinh thân là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, đã từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ sống còn khó khăn, kinh nghiệm tác chiến của cô ấy vô cùng phong phú, hơn nữa kỹ thuật bắn súng vô cùng giỏi, phái cô ấy đi thích hợp hơn. Lê Vĩnh Thiên nói. chương 958 tiến cử. Nếu hộ soái Lê đã hết lòng tiến cử Hà Ngọc Vinh đi, vậy thì để cô ấy đi đi. Quốc Phương Long Quốc nói. Được, vậy chúng tôi sẽ thông báo cho hai người ấy, để các cô ấy đi thực hiện nhiệm vụ này. Lê Vĩnh Thiên nói. Ừm, um, hộ soái Lê dự định sẽ phái ai đi ám sát thủ lĩnh khâu dẫn quốc, ai ám sát thủ lĩnh sư quốc. Quốc Phương Long Quốc hỏi. Mà tướng dự định sẽ để Trương Minh Nguyệt ám sát thủ lĩnh Khâu Dẫn Quốc, còn Hà Ngọc Vinh sẽ lo bên phía thủ lĩnh Sư Quốc." Lê Vĩnh Thiên nói. "Sao lại sắp xếp như vậy? Quốc Vương Long Quốc lại hỏi. Bởi vì Khâu Dẫn Quốc cách ta một vùng biển, muốn ám sát thủ lĩnh của Khâu Dẫn Quốc thì khó khăn hơn một chút, mà Trương Minh Nguyệt sở trường về việc ám sát, cho nên tôi để cô ấy đến nơi nguy hiểm hơn. Mà Sư Quốc lại gần với bắc cảnh của chúng ta, muốn qua đó thì tương đối dễ dàng, về cũng dễ hơn." Ngộ nhớ Hà Ngọc Vinh thất bại ở Sư Quốc, chúng ta cũng dễ đi tiếp ứng cho cô ấy, cho nên để cô ấy ám sát thủ lĩnh của Sư Quốc là hợp lý. Lê Vĩnh Thiên nói ý nghĩ của anh ra. Được, vậy nhiệm vụ lấy đầu kia, cứ giao cho hộ soái Lê Toàn Quyền xử lý. Quốc Phương Long Quốc nói. Rõ, Lê Vĩnh Thiên lập tức tuân lệnh. Kế hoạch đánh phủ đầu, đây là chuyện sống còn, những người đang ngồi ở đây phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để tiết lộ ra bất kỳ thông tin nào. Nếu không, kẻ địch sẽ có phòng bị người của chúng ta phái đi sẽ một đi không trở lại quốc phương long quốc nói thêm rõ năm hộ soái cùng nói mọi người còn vấn đề gì nữa không nếu như không có hội nghị hôm nay kết thúc ở đây quốc phương long quốc nói quốc phương tôi còn có một vấn đề hộ soái trấn trung lưu du thiên nói hộ soái lưu có vấn đề gì mới nói quốc phương long quốc nói ngộ nhớ cũng ta tiến hành đánh phủ đầu kẻ địch có thể sẽ gậy ông đập lưng ông trong khoảng thời gian này quốc vương cũng phải cẩn thận hơn lưu du thiên nói kẻ địch muốn giết ta cũng không phải chuyện một ngày hai ngày nữa hai ngày trước bọn họ cũng đã tập kích ta ở khách sạn thiên long không phải sao ta là người tốt tự sẽ có trời bảo vệ không sao đâu quốc vương long quốc nói tuy rằng quốc vương ở hiền gặp lành thế nhưng vẫn không thể lơ là có thể phái thêm nhiều vệ sĩ để bảo vệ lưu du thiên nói được cảm ơn hộ soái lưu đã nhắc nhở gần đây ta cũng phải đóng giữ long cung những vị hộ soái các ngươi cũng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng trở về địa phương của mình để đóng giữ đi hộ soái lưu cũng trở về chiến khu trung nguyên đi quốc phương long quốc nói rõ năm hộ soái đồng thời lên tiếng nếu như mọi người không còn vấn đề gì nữa vậy thì tan học thôi quốc phương long quốc nói vâng cuộc họp cao cấp của hội hộ long cứ như vậy mà kết thúc khi lê vĩnh thiên đi ra khỏi long cung lê vĩnh thiên không để cho bất kỳ ai lái xe kêu hà ngọc vinh cầm lái trên xe chỉ có hai người là anh và hà ngọc vinh bởi vì anh muốn trao đổi về chuyện tiến hành đánh phủ đầu với hà ngọc vinh hà ngọc vinh tôi có một nhiệm vụ vô cùng khó khăn muốn giao cho cô đi thực hiện cô có đồng ý nhận hay không lê vĩnh thiên hỏi nhiệm vụ mà hộ soái lê giao cho cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ngọc vinh cũng không chối từ Mời hộ soái lê nói, rốt cuộc đó là nhiệm vụ gì? Hà Ngọc Vinh hỏi, tôi muốn phái cô tới sư quốc, thực hành nhiệm vụ đánh phủ đầu, ám sát quốc vương của sư quốc. Lê Vĩnh Thiên nói, Hà Ngọc Vinh nghe vậy, lập tức sợ ngây cả người. Cô ấy có nằm mơ cũng không ngờ tới, Lê Vĩnh Thiên có thể phái mình đi thực hiện nhiệm vụ đánh phủ đầu sư quốc. chương 959 lý do. Hộ soái tại sao lại phải ám sát quốc vương sư quốc? Hà Ngọc Vinh hỏi. Bởi vì phải đánh ngủ đầu mới có thể đánh chiếm được quân địch mà ít thương vong nhất." Lê Vĩnh Thiên nói. "Vì sao lại chọn tôi đi ám sát quốc vương sư quốc?" Hà Ngọc Vinh hỏi. "Bởi vì tôi tán thưởng năng lực của cô, cảm thấy cô có thể đảm nhiệm được." Lê Vĩnh Thiên nói. "Ở Long quốc rộng lớn chúng ta nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, lẽ nào ngoài Hà Ngọc Vinh tôi ra, không ai có thể đảm nhiệm được việc này?" Hà Ngọc Vinh cũng muốn giả bộ. "Cô đừng bắt trước lời thoại của tôi nữa." cô không cần nhẹ nhàng đâu trừ cô ra còn có trương minh nguyệt có thể gánh vác được luận về việc ám sát khả năng của cô ấy còn tốt hơn cô lê vĩnh thiên nói tên của tôi là hà ngọc vinh sao tôi có thể không nhẹ nhàng cho được anh cho rằng trương minh nguyệt có thể gánh vác được vậy thì phái cô ta đi đi hà ngọc vinh nghe thấy lê vĩnh thiên khen ngợi trương minh nguyệt hơi khó chịu nói tôi đã cử cô ấy đi làm một nhiệm vụ khó hơn rồi lê vĩnh thiên nói nhiệm vụ gì hà ngọc vinh hỏi tôi phái cô ấy đi ám sát quốc vương của khâu dẫn quốc lê vĩnh thiên nói đến cả quốc vương của khâu dẫn quốc mà anh cũng muốn ám sát sao hà ngọc vinh kinh ngạc hỏi không sai đây chính là kết quả của cuộc họp thảo luận được không ra quân hành quân xa áp dụng cách đánh phủ đầu trước tiên lê vĩnh thiên nói khâu dẫn quốc là một đất nước nhỏ mà sư quốc lại là một nước lớn ám sát quốc vương của khâu dẫn quốc cũng không thấy khó hơn ám sát quốc vương sư quốc bao nhiêu mà hà ngọc vinh nói tuy rằng khâu dẫn quốc không lớn bằng sư quốc thế nhưng khâu dẫn quốc cách long quốc chúng ta một vùng biển sau khi giết quốc vương của khâu dẫn quốc rất có để quay về rất có thể bị kẹt lại ở trong khâu dẫn quốc tỷ lệ nguy hiểm cao hơn so với việc cô ám sát quốc vương của sư quốc sau khi cô giết quốc vương sư quốc cho dù chưa về được chúng tôi cũng có thể nhanh chóng tiếp ứng cho cô lê vĩnh thiên nói bất kể là ám sát quốc vương khâu dẫn quốc hay là ám sát quốc vương sư quốc đều là nhiệm vụ sống còn hà ngọc vinh nói không sai nếu như cô sợ chết có thể từ chối tôi sẽ phái những người khác đi lê vĩnh thiên nói ai nói tôi sợ chết nhiệm vụ khó khăn cỡ nào tôi cũng đã từng thi hành không phải chỉ là ám sát quốc vương của sư quốc thôi sao tôi giết cho anh xem là được hà ngọc vinh nói được vậy tôi chúc cô vạn sự thành công chỉ cần cô có thể ám sát quốc vương sư quốc thành công cô đã lập được công lớn không ai bì được rồi lê vĩnh thiên nói được anh chỉ cần ngồi yên chờ tin tốt thôi hà ngọc vinh nói vì sự an toàn của cô và trương minh nguyệt chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật không thể tiết lộ ra chút tin tức nào lê vĩnh thiên nói việc này tôi đương nhiên biết anh cho rằng tôi sợ mình sống lâu quá hay sao tự mình tiết lộ thông tin hà ngọc vinh nói ừ việc đánh phủ đầu này quá khó khăn, chúng ta đi về Đà Lạt trước, gọi Trương Minh Nguyệt đến, làm một kế hoạch kỹ càng kín đạo, rồi hành động. Lê Vĩnh Thiên nói, được. Hà Ngọc Vinh và đám vệ sĩ đưa Lê Vĩnh Thiên đến sân bay của Long Đô, ngồi trên máy bay trở về thành phố Đà Lạt. Bốn vị hộ soái còn lại cũng quay về chiến khu. Hộ soái Trấn trung đóng giữa kinh đô và vùng ngoại ô Lưu Du Thiên, vì quốc vương Long Quốc đã trở về, ông ta cũng tuân mệnh quay về chiến khu Trung Nguyên năm vị hộ soái đều lần lượt rời đi lòng đô cũng do một mình quốc vương long quốc đóng giữ sau khi trở lại thành phố đà lạt lê vĩnh thiên gọi trương minh nguyệt đến phòng tác chiến thành phố đà lạt trương minh nguyệt nhận được chỉ thị của lê vĩnh thiên lập tức chạy tới đi tới phòng tác chiến trương minh nguyệt trông thấy trong phòng chỉ có lê vĩnh thiên và hà ngọc vinh cũng biết rằng lê vĩnh thiên nhất định là có chuyện vô cùng bí mật muốn bàn bạc với mình hộ soái lê gọi tôi đến có việc gì vậy Trương Minh Nguyệt hỏi. Hiện giờ có một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, muốn mời tổ trưởng Trương ra tay chấp hành. Lê Vĩnh Thiên nói. Nhiệm vụ gì vậy? Mời hộ soái Lê nói, Trương Minh Nguyệt có chết cũng không chối từ. Trương Minh Nguyệt nói. Được, tôi muốn cử cô đến khâu dẫn quốc, ám sát quốc vương của khâu dẫn quốc. Lê Vĩnh Thiên nói thẳng. Cái gì? Sao lại cử tôi đi ám sát quốc vương của khâu dẫn quốc? Trương Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới Lê Vĩnh Thiên sẽ phái mình đi làm nhiệm vụ điên cuồng như vậy. Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Lê Vĩnh Thiên hỏi. "Tại sao lại phải ám sát quốc vương Khâu dẫn quốc?" Trương Minh Nguyệt hỏi. "Hôm nay Long cung tổ chức hội nghị, quốc vương muốn ra quân chinh phạt các nước đối địch, tôi đề xuất chọn cách đánh phủ đầu, dùng cái giá ít nhất để giải quyết cuộc chiến tranh này, quốc vương và các vị hộ soái đều đồng ý rồi. Cho nên, tôi muốn cử cô và Hà Ngọc Vinh đi làm nhiệm vụ đánh phủ đầu này." cô ám sát quốc vương khâu dẫn quốc, còn Hà Ngọc Vinh sẽ lo phần quốc vương sư quốc. Lê Vĩnh Thiên nói kế hoạch đánh phủ đầu ra. Nếu là chuyện mà quốc vương và các vị hộ soái đã quyết định, tôi đương nhiên sẵn lòng đi thực hiện. Trương Minh Nguyệt nói, nhiệm vụ lần này, vô cùng hung hiểm, có thể một đi không trở lại, hai người có thể suy nghĩ cẩn thận. Lê Vĩnh Thiên nói, tôi đã nghĩ xong đâu vào đấy rồi, vì sự nghiệp vĩ đại ngàn đời của Long Quốc, Hà Ngọc Vinh tôi cho dù có chết ở sư quốc, cũng tuyệt đối không lùi bước. Hà Ngọc Vinh nói, hộ xoái lê, tôi là tổ trưởng của tổ đặc công xe đầu, đáng lý phải dốc sức vì đất nước, cho dù nhiệm vụ có nguy hiểm đến thế nào, Trương Minh Nguyệt có chết cũng không từ chối. Trương Minh Nguyệt nói, được, hai người cũng là những người phụ nữ ưu tú nhất của Long Quốc, phụ nữ không thua kém đấng mày dâu, Long Quốc nhất định sẽ không quên hai người. Công trạng và thành tích của hai người sẽ lưu danh sử sách. Lê Vĩnh Thiên nói. Chương 960 cảm ơn hộ soái. Cảm ơn hộ soái Lê đã cho chúng tôi cơ hội này, để chúng tôi có cơ hội được ghi danh sử sách. Trương Minh Nguyệt nói. Không cần khách sáo nhiều, mau chóng xây dựng phương án hành động đi. Hà Ngọc Vinh nói. Với việc ám sát này, tổ trưởng Trương tương đối có kinh nghiệm, tôi cũng không biết phải dùng phương án gì để tổ trưởng Trương xây dựng đi. Lê Vĩnh Thiên nói, nếu muốn ám sát quốc vương hai nước khâu dẫn quốc và sư quốc, đầu tiên chúng ta phải cân nhắc về việc làm sao để xâm nhập vào được lãnh thổ của khâu dẫn quốc và sư quốc trương minh nguyệt nói tổ trưởng trương có phương pháp gì để có thể xâm nhập vào hai lãnh thổ nước đối địch này một cách dễ dàng không lê vĩnh thiên hỏi tôi có thể dịch dung thành người trong nước của khâu dẫn quốc đội trưởng hà có thể dịch dung thành người của sư quốc sau đó nghĩ cách để giúp chúng ta có thể lấy được thẻ căn cước của khâu dẫn quốc và sư quốc như vậy có thể nhập cảnh được tương đối thuận lợi trương minh nguyệt nói thẻ căn cước tôi có thể nhờ người khác giúp hai người làm một cái thế nhưng với việc dịch dung hai người phải tự nghĩ cách lê vĩnh thiên nói dịch dung thì tôi thành thạo tôi có thể giúp đội trưởng hà dịch dung trương minh nguyệt nói vậy thì tốt rồi sau khi tiến vào trong lãnh thổ của nước đối địch hai người làm thế nào để tiếp cận được thủ lĩnh của bọn họ lê vĩnh thiên hỏi tôi sắp xếp người của tổ đặc công xe đầu nằm vùng ở khâu dẫn quốc và sư quốc Tôi sẽ kêu bọn họ cung cấp hành tung của quốc vương Khâu dẫn quốc và sư quốc cho chúng ta, sau đó tìm cơ hội ra tay." Trương Minh Nguyệt nói. "Vậy vũ khí của hai người cầm đi như thế nào?" Lê Vĩnh Thiên hỏi. "Chúng tôi không cần mang vũ khí, sau khi đến Khâu dẫn quốc và Sư quốc, kêu đặc công của chúng ta cung cấp cho chúng tôi là được rồi." Trương Minh Nguyệt nói. "Được, sau khi chuyện thành công, phương án rút lui của hai người cũng phải tính toán cho thật tốt." Lê Vĩnh Thiên nói tôi sẽ xây dựng một phương án hành động và kế hoạch rút lui cặn kẽ gồm có cả đội trưởng hà thế nhưng phải cho tôi một chút thời gian trương minh nguyệt nói được vậy thì sẽ để cô toàn quyền làm việc này cần khoảng mấy ngày thì có thể xây dựng xong kế hoạch lê vĩnh thiên hỏi tôi phải tìm hiểu một chút về cuộc sống và hành tung gần đây của hai quốc vương khâu dẫn quốc và sư quốc từ đặc công nằm vùng của chúng tôi việc này thì rất nhanh ngày mai là có thể xong rồi trương minh nguyệt nói được hiệu suất làm việc của tổ trưởng trương rất cao vậy ngày mai chúng ta lại gặp mặt ở đây hai người về trước chuẩn bị đi lê vĩnh thiên nói vâng trương minh nguyệt và hà ngọc vinh cùng lên tiếng sau đó trương minh nguyệt lại hỏi hộ soái lê chuyện liên quan đến điện kim cang anh thấy thế nào điện kim cang chẳng qua chỉ là một số tà ma ngoại đạo trong trốn giang hồ thôi không làm dậy lên được chút sóng gió nào đây chuyện này tạm thời không quan tâm việc cấp bách bây giờ là dốc toàn lực cho nhiệm vụ đánh phủ đầu, đây mới là chuyện lớn liên quan đến vận mệnh của Long Quốc. Chờ đến khi cô thành công quay về, thì lại truy xét đến điện Kim Cang. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, Trương Minh Nguyệt nói. Tổ trưởng Trương, không còn vấn đề gì nữa, tôi phải về nhà, cô cũng mau trở về chuẩn bị đi, tôi đợi kế hoạch hành động của cô. Lê Vĩnh Thiên nói. Vâng, Trương Minh Nguyệt nói rồi, xoay người rời đi. Trương 961 thói quen sinh hoạt sau đó lê vĩnh thiên và hà ngọc vinh cùng ra vào phòng tác chiến rồi trở về biệt thự tinh nguyệt cả đường đi lê vĩnh thiên và hà ngọc vinh đều không hề nhắc đến việc chém đầu để tránh bị lộ ra ngoài chu nhược mai lê tuyết tương lê tịnh vi và triệu vũ ngọc nhìn thấy lê vĩnh thiên trở về đều vô cùng vui mừng còn trương minh nguyệt sau khi trở về cô ta ngay lập tức liền liên lạc với đặc công ở nước dẫn giao và sư quốc đồng thời yêu cầu bọn họ cung cấp thói quen sinh hoạt cũng như các kế hoạch sắp xếp trong mấy ngày tới của quốc vương nước dẫn giao và quốc vương của sư quốc. Sau khi nắm được thói quen sinh hoạt của các đầu não nước địch và các kế hoạch sắp xếp trong mấy ngày tới của bọn họ, trương Minh Nguyệt đã làm việc không ngừng nghỉ để lên kế hoạch hành động chi tiết. Thời gian cứ thế trôi đi, bất chi bất giác đã đến tối. Lúc này, Ngụy Nghiêm lại gọi hai người con trai của mình vào mật thất trong nhà để bàn kế hoạch lớn. Bố, Bây giờ năm hộ soái to nhất của Long Quốc đã đi các nơi, ngay cả hộ soái trấn Trung Lưu Thiên Du cũng đã ở khu vực chiến đầu Trung Nguyên rồi, Long Đô cũng chỉ còn lại Long chủ trấn thủ, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta tiến hành một cuộc đảo chính." Con trai lớn Ngụy Nguyên chắc nói. "Bây giờ tuy là ngũ đại hộ soái đều đã rời khỏi Long Đô nhưng đây vẫn không phải là thời điểm tốt nhất." Ngụy Nghiêm nói. "Tại sao không phải là thời điểm tốt nhất? Chúng ta rốt cuộc là phải đợi đến bao giờ mới có thể hành động chứ?" Ngụy Nguyên chắc nói, bây giờ người bố kiêng rẻ nhất chính là Lê Vĩnh Thiên, tuy rằng cậu ta đã rời khỏi Long Đô, nhưng Long Chủ một khi xảy ra chuyện cậu ta sẽ lao từ Đà Lạt về, bất kể hàng nghìn km về cứu chủ nhân. 4 năm trước, Long Đô nổi loạn là Lê Vĩnh Thiên bất kể hàng nghìn cây số về cứu chủ, cuộc nổi dậy phía Bắc lần trước cũng là Lê Vĩnh Thiên từ hàng nghìn cây số về cứu chủ. Bất luận là ai nổi dậy, cũng đều sẽ bị Lê Vĩnh Thiên làm bình định lại, bố quả thực có chút sợ cậu ta nghiêm ngụy nói. Bố, bố sợ Lê Vĩnh Thiên như vậy, hay là con phái cao thủ tuyệt đỉnh của Điện Thiên Cang, trước tiên đi ám sát Lê Vĩnh Thiên. Con trai thứ ngụy Nguyên Tùng nói. Bên người Lê Vĩnh Thiên đều có vệ sĩ bảo vệ, hơn nữa thực lực cá nhân cậu ta cũng đã vô cùng mạnh, còn có thần kiếm tiểu lâu thính vũ, ai có thể giết được cậu ta. Ngụy Nghiêm nói, cao thủ Điện Thiên Cang chúng ta rất nhiều người có thể giết chết được Lê Vĩnh Thiên. Mấy vệ sĩ kia của cậu ta cũng chỉ là dạng tầm thường, Mấy cú đấm liền có thể giải quyết xong bọn họ." Ngụy Nguyên Tùng nói. "Con lúc nào cũng quá coi thường đối thủ, con biết đấy, chiến thần bất bại Ano cũng bị Lê Vĩnh Thiên một nhát kiếm giết chết. Kiếm thuật của Ano được mệnh danh là thiên hạ vô song, khi giao chiến với Lê Vĩnh Thiên cũng không thể chịu nổi hai chiêu của cậu ta liền bị Lê Vĩnh Thiên đâm chết. Tưởng tượng thôi cũng biết, uy lực tiểu lâu thính vũ của Lê Vĩnh Thiên lớn cỡ nào, kiếm thuật của cậu ta có thể đến được trình độ nào." Ngụy Nghiêm nói. "Bố Ano có thể chỉ là hư danh, cậu ta là người nước phò cần, kiếm thuật của cậu ta căn bản không thể so sánh được với kiếm thuật của Long Quốc chúng ta. Cao thủ của Điện Thiên Cang chúng ta đều là những cao thủ võ lâm ẩn thế, các loại võ công đều bí hiểm. Lại nói, Lê Vĩnh Thiên có thần kiếm tiểu lâu thính vũ, chúng ta cũng là hắc long diệt nguyệt đao của ma Đạo môn. Hắc long diệt nguyệt đao của ma đạo môn thần kỳ không gì so sánh được, uy lực vô hạn, tuyệt đối không hề thua kém gì tiểu lâu thính vũ của Lê Vĩnh Thiên chúng ta có thể cho một người cao thủ đao pháp dùng hắc long diệt nguyệt đao đi đấu với tiểu lâu thính vũ của Lê Vĩnh Thiên, nói không chừng có thể giết được Lê Vĩnh Thiên, mà còn có thể thu được thần kiếm tiểu lâu thính vũ của cậu ta. Ngụy Nguyên Tùng nói, Điện Thiên Cang chúng ta, đao pháp của ai là lợi hại nhất? Ngụy Nghiêm hỏi, pháp đao của thần đao giáo giáo chủ cầu tứ lợi hại nhất. Ngụy Nguyên Tùng nói, cậu ta có nắm chắc đánh thắng được Lê Vĩnh Thiên không? Ngụy Nghiêm hỏi, con đã đề cập qua với cậu ta chuyện ám sát Lê Vĩnh Thiên, nhưng cậu ta nói tuy là có Hắc Long Diệt Nguyệt đao nhưng không đạt được đao phổ của Càn Khôn Thất Đao, không phát huy ra được toàn bộ uy lực của Hắc Long Diệt Nguyệt đao, nắm được không phải rất lớn. Đúng vậy, không nắm chắc được mà phải cậu ta đi, đến lúc đó không giết được Lê Vĩnh Thiên, còn có thể bị Lê Vĩnh Thiên nắm được Hắc Long Diệt Nguyệt đao." Ngụy Nghiêm nói. "Nhưng chúng ta đã tìm khắp Ma Đao môn, cũng không tìm thấy đao phổ của Càn Khôn Thất Đao." đao phổ của càn khôn thất đao này có thể chỉ là huyền thoại, hoặc là sớm đã bị thất truyền rồi. Chẳng lẽ chúng ta mãi không tìm được đao phổ của càn khôn thất đao thì mãi không được hành động à? Ngụy Nguyên Tùng nói, chương 962 khả năng. Con cha của môn chủ ma đao môn Triệu Đình Vũ và con gái Triệu Vũ Ngọc chạy thoát rồi, đao phổ của càn khôn thất đao có khi nào là bị hai người bọn họ lấy đi rồi không? Ngụy Nghiêm nói, nghe thấy Ngụy Nghiêm nói vậy, Nguyễn Nguyên Tùng đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, rất có khả năng này. Muốn ám sát Lê Vĩnh Thiên, buộc phải nắm chắc 10 phần mới được. Bằng không, chúng ta không thể hành động hấp tấp, kẻo bứt dây động rừng, sau này ra tay càng khó hơn. Ngụy Nghiêm nói, thế thì con vẫn là cho người đi bắt hai anh em triệu đình vũ kia về, ép bọn họ giao ra đao phổ của càn khôn thất đao. Ngụy Nguyên Tùng nói, người lần trước phái đi hành động thất bại, đã bứt dây động rừng rồi, bây giờ lê vĩnh thiên chắc chắn đã cho người tăng cười bảo vệ hai anh em bọn họ rồi chúng ta còn phái người qua đó nữa thì chính là tự chui đầu vào giỏ làm không tốt bị bọn họ bắt sống ép nói ra bí mật của điện thiên cang chúng ta sẽ gặp tai họa lớn ngụy nghiêm ní vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ngụy nguyên tùng hỏi bây giờ chúng ta không làm gì hết trước tiên cứ án binh bất động đợi đến thời điểm tốt nhất thì ra tay ngụy nghiêm nói ngày hôm sau Lê Vĩnh Thiên và Hà Ngọc Vinh, Trương Minh Nguyệt lại đến phòng tác chiến. Trương Minh Nguyệt đưa ra phương án chi tiết của hai kế hoạch chém đầu cho Lê Vĩnh Thiên xem. Một bản là phương án hành động ám sát quốc vương nước dẫn giao, một bản là phương án ám sát quốc vương của sư quốc. Lê Vĩnh Thiên xem xong, nói hai phương án này đều vô cùng hoàn hảo, gần như là không chê vào đâu được, cứ theo phương án này thực hiện đi. Vâng, Trương Minh Nguyệt nói. Hà Ngọc Vinh, cô xem xem phương án này của cô có vấn đề gì không? Lê Vĩnh Thiên đưa phương án ám sát quốc phương của sư quốc cho Hà Ngọc Vinh xem. Hà Ngọc Vinh xem xong, cũng vô cùng hài lòng, nói, hộ xóa, bản phương án này vô cùng tốt, tôi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, chuyện kia không được chậm trễ, hai cô bây giờ liền xuất phát, theo phương án đi đến nước dẫn giao và sư quốc, thực thi kế hoạch chém đầu. Lê Vĩnh Thiên nói, vâng, Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt đồng thanh nói. Lê Vĩnh Thiên biết Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt lần này đến sư quốc và nước dẫn giao thực hiện nhiệm vụ chém đầu là vô cùng nguy hiểm và đầy biến động, bất kỳ một hành động nào xảy ra vấn đề, bọn họ đều có khả năng không thể trở về được. Anh vô cùng không nỡ chính mình đưa Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt vào chỗ nguy hiểm. Hai người nhất định phải an toàn trở về, tôi ở Đà Lạt chờ hai người trở về. Trước khi rời đi, Lê Vĩnh Thiên vẫn không nỡ nói. Hộ soái Lê yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh trở về một cách an toàn hà ngọc vinh nói hộ soái lê anh không cần phải lo lắng trương minh nguyệt tôi ra tay trước nay chưa bao giờ thất bại lần này cũng nhất định có thể mã đáo thành công trương minh nguyệt nói hai người tuy miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng bọn họ đều biết lần này đi là vô cùng nguy hiểm là nhiệm vụ nguy hiểm nhất từ lúc bọn họ sinh ra đến giờ thực hiện lần này có khả năng một đi không trở lại bầu không khí bi tráng này khiến người ta nhớ đến một câu thơ, gió thổi vi vu, dịch hủy lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. chương 963 Bảo Trọng Hai người bảo trọng, sau này có ngày gặp lại, Lê Vĩnh Thiên nói. Hộ soái bảo trọng, sau này có ngày gặp lại, Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt Đồng Thanh nói. Lê Vĩnh Thiên cũng biết lần này có thể là lời sinh ly từ biệt, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn, anh đứng trang nghiêm chào Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt hà ngọc vinh và trương minh nguyệt cũng chào lê vĩnh thiên hai bọn họ giống như kinh kha năm xưa đi ám sát vô tần nhưng trước rời đi họ không hát những bài ca bi thương mọi thứ đều nén trong lòng không nói ra mọi tình cảm đều bao hàm trong nghi thức chào quân đội này ba người nhìn nhau trong im lặng hồi lâu lê vĩnh thiên vị hộ xoái thiết huyết này lúc này cũng không kìm được ngưng lệ trong mắt Tuy phương án hành động của Trương Minh Nguyệt đều không có bất kỳ kẽ hở nào, nhưng chỉ cần bất kỳ một mắt xích nào xảy ra ngoại kế hoạch, bọn họ đều có thể sẽ bị giết chết ngay tại chỗ hoặc là bị bắt. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt biết bản thân có khả năng một đi không trở lại nhưng vẫn không chùn bước. Bọn họ vì Long Quốc, vì người dân của cả đất nước, họ đặt sinh tử của mình sang một bên, đến nước địch thực thi hành động chém đầu, lần này thực sự là vào sinh ra tử. Bọn họ là những nữ anh hùng vĩ đại của Long Quốc. Sau khi thực hiện nghi lễ xong, Hà Ngọc Vinh và Triệu Minh Nguyệt liền xoay người đi, lên máy bay chiến đấu. Vì kế hoạch chặt đầu là một kế hoạch tuyệt mật, Lê Vĩnh Thiên không muốn để người khác biết nên khi tiến Hà Ngọc Vinh và Triệu Minh Nguyệt cũng chỉ có một mình anh. Hà Ngọc Vinh lên máy bay chiến đấu bay đến phía Bắc, còn Triệu Minh Nguyệt thì lên máy bay chiến đấu bay về phía Đông. Kế hoạch chặt đầu chỉ có Long Chủ và Ngũ Đại Hộ Xoái biết. Hà Ngọc Vinh sau khi bay đến phía Bắc sẽ được hộ soái chân Bắc Trương Lâm Lương đích thân tiếp đón và sẽ cung cấp cho cô tất cả những vật dụng cần thiết, bao gồm cả giấy chứng nhận của người sư quốc, để cô dễ dàng trở thành người sư quốc với thân phận là người sư quốc trà trộn vào sư quốc. Còn Trương Minh Nguyệt sau khi đến phía Đông sẽ được hộ soái trấn Đông Bành Siêu Vũ đích thân tiếp đón và sẽ cung cấp cho cô tất cả những vật dụng cần thiết, bao gồm giấy chứng nhận của người nước dẫn giao, để cô dễ dàng trở thành người dẫn giao, với thân phận là người nước dẫn giao trà trộn vào nước dẫn giao. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt sau khi lên máy bay chiến đấu, hai chiếc máy bay chiến đấu cái hướng phía bắc, cái hướng phía đông bay đi. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt chia tay nhau tại sân bay quân sự thành phố Đà Lạt và bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình. Lê Vĩnh Thiên vẫn luôn nhìn hai máy bay chiến đấu của Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt rời đi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hai chiếc máy bay chiến đấu đâu nữa một lúc lâu sau cũng không muốn rời khỏi sân bay. Ngày hôm sau, Hà Ngọc Vinh với thân phận là người sư quốc thuận lợi đi vào trong sư quốc. Trương Minh Nguyệt với thân phận là người nước dẫn giao cũng thuận lợi đi vào nước dẫn giao. Ba ngày sau, nước dẫn giao. Quốc phương nước dẫn giao chuẩn bị từ Hoàng Cung đi ra, định đi khảo sát binh mã của một quân đoàn nào đó. Mà lúc này, tại một căn phòng trong một khách sạn sang trọng gần Hoàng Cung, một người phụ nữ đang nhanh tay lắp ráp một khẩu súng bắn tỉa. Người phụ nữ này chính là Trương Minh Nguyệt Tổ trưởng Tổ đặc công bóng đêm do Lê Vĩnh Thiên Phái đến nước dẫn giao thi hành nhiệm vụ chém đầu. Trương Minh Nguyệt sớm đã biết hôm nay quốc vương nước dẫn giao sẽ đi ra ngoài, vì vậy cô đã nhận phòng khách sạn này vào tối hôm qua và chọn một địa điểm bắn tỉa tốt. Trương Minh Nguyệt lúc này đã trở thành phụ nữ của nước dẫn giao, với thân phận là người làm ăn buôn bán của nước dẫn giao thuê phòng khách sạn này. Không bao lâu, Trương Minh Nguyệt đã lắp ráp xong súng bắn tỉa, nhưng cô cũng không vội đặt súng bắn tỉa trước cửa sổ, để tránh bị người khác phát hiện. Lúc này ngoài cổng hoàng cũng đã có an ninh vững chắc, vô số các binh sĩ súng vác trên vai đạn đã lên nòng đang thiết quân luật. Hai bên đường lớn cũng có vô số các binh sĩ đang thiết quân luật. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người trong cung lần lượt đi ra. Những người đi ra đầu tiên đều là cảnh vệ của quốc vương nước dẫn giao. Sau khi những cảnh vệ này đi ra liền bắt đầu quan sát xung quanh, xem xem có nguy hiểm nào không. Sau khi quan sát xung quanh xong, những người cảnh vệ này không phát ra người nào khả nghi hoặc bất kỳ vật nguy hiểm nào, nên họ liền đi đến nơi quốc vương ngồi, đứng bao vây xung quanh xe của quốc vương, đứng đó chờ đợi. Trương Minh Nguyệt biết quốc vương của nước dẫn giao rất nhanh liền đi ra nên lập tức dựng súng bắn tỉa trước cửa sổ và nhắm họng súng vào cổng cung điện. Một lúc sau, quốc vương nước dẫn giao và các đại thần đi cùng quốc vương từ từ đi ra. chương 964 nhiệm vụ ám sát. Cuối cùng, Trương Minh Nguyệt cũng đã nhìn thấy quốc vương của nước dẫn giao xuất hiện. Tim cô ta không tự chủ được mà cứ đập thình thịch hết cả lên. Đối với cô ta, ám sát người đứng đầu của nước dẫn giao là việc mà trước giờ cô ta chưa từng đụng phải. Vậy nên, khó tránh khỏi có hơi lo lắng. Quốc vương và các quan chức bên cạnh đều có rất nhiều lính canh theo sát bên để bảo vệ. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Minh Nguyệt không thể nào ra tay được. Vì quốc vương vẫn luôn được lính canh che chắn nên cô ta không thể kiếm được một chút cơ hội nào để tấn công cả. Nhưng mà, cô ta vẫn không hề lo lắng, cứ tập trung cao độ vào mục tiêu, kiên nhẫn chờ cơ hội tới. Cô hiểu rõ rằng dù mấy tên lính kia có bảo vệ kỹ đến cỡ nào đi nữa thì trong quá trình di chuyển, chắc chắn vẫn sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Ám sát quốc vương của nước dẫn giao thì chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải một phát chúng ngay, bị thương nặng đến mức mất mạng. Vì nếu một phát không trúng ngay được, dĩ nhiên sẽ khiến cho những tên lính canh kia tấn công lại quyết liệt. Với lại, bọn họ chắc chắn sẽ xây dựng thêm nhiều lớp bảo vệ quốc vương hơn nữa. Đến lúc đó Cơ hội để ra tay lần nữa chắc chắn cũng sẽ không còn. Lúc này, xung quanh quốc vương có rất nhiều lính canh bao quanh, ông ta bước từng bước về chỗ ngồi của mình. Trương Minh Nguyệt thấy quốc vương càng ngày càng lại gần chỗ ngồi đấy thì lòng của cô ta càng khẩn trương hơn. Bởi vì cô ta biết rõ, chỉ cần quốc vương ngồi xuống ghế, bản thân sẽ không còn cơ hội nào để tấn công được nữa. Ghế của quốc vương nhất định có chống đạn. Trước khi quốc vương lên xe, Cô ta phải tìm mọi cơ hội bắn một phát giết chết ông ta. Trong chốc lát, Quốc Vương đã đi đến trước chỗ ngồi của mình, những lính canh bảo vệ vây quanh chỗ ngồi của ông ta tự động nhường ra hai bên, tạo thành một con đường. Quốc Vương đi vào vòng bảo vệ của lính canh, đến kế bên cửa xe. Lúc này, một tên lính canh tiến lên một bước, mở cửa xe ra cho Quốc Vương. Cuối cùng, lúc người lính canh này di chuyển đã để lộ ra một khoảng trống. Trong lòng Trương Minh Nguyệt vô cùng mừng rỡ đây là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời chỉ cần quốc vương bước đến kế bên cửa xe thì cô ta sẽ nổ súng ngay lập tức cùng lúc đó cô ta cũng bắt đầu căng thẳng hơn vì nếu muốn chém bay được đầu của quốc vương chỉ có thể dựa vào khả năng thiện xạ của cô lúc này quốc vương đi tới cửa xe vừa vặn xuất hiện ngay trong khe hở của lớp phòng bảo vệ cả cơ thể ông ta lọt vào ngay tầm súng của trương minh nguyệt cơ hội cuối cùng cũng đến rồi vì quá căng thẳng nên chán và cả lòng bàn tay của Trương Minh Nguyệt đều đã đổ đầy mồ hôi. Vì từ chỗ khách sạn của cô ta đến ngay cửa Hoàng Cung thật sự có hơi xa. Trước đó, nếu không nắm chắc hoàn toàn, cô ta sẽ không dám nổ súng đâu. Một phát này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ nước Long Quốc. Nếu như có thể bắn trúng mục tiêu, một phát súng khiến cho quốc vương chết thì sẽ tạo ra tổn thất rất lớn đối với nước dẫn giao tướng sĩ ở nước Long Quốc không cần phải ra chinh chiến nơi xa trường nhưng vẫn có thể thâu tóm được nước dẫn giao. Nếu như một phát này bị bắn trượt thì không chỉ mỗi cô ta không còn cách thoát hiểm nào mà Hạ Quốc này định sẽ phải xuất binh viễn trinh mới có khả năng thâu tóm được nước dẫn giao. Đến lúc đó, vô số tướng sĩ sẽ phải ra đi nơi xa trường, dân chúng khắp nơi chăm họ lầm than. Trương Minh Nguyệt đang đeo trên lưng một áp lực rất lớn. Cô ta dốc hết sức mình, giữ cho bản thân tỉnh táo để cơ hội này không bị trôi qua. thật sự nếu cô ta không mau tỉnh táo lại thì khi bắn súng chắc chắn cô ta sẽ không thể nào bắn chuẩn được. nước cử hùng vang danh thiên hạ với chiến thần tay lo vô địch đều đã bị kết liễu dưới tay trương minh nguyệt tôi đây. vậy thì quốc vương nho nhỏ của cái nước dẫn dao này chỉ là cái bóng thôi. trương minh nguyệt nghĩ thầm trong lòng. vừa nghĩ như vậy cô ta đã lập tức tràn đầy tự tin trở lại rồi đây. lúc này quốc vương nước dẫn dao đang cúi đầu chuẩn bị bước vào trong xe. Vì độ tự tin đã tăng cao nên Trương Minh Nguyệt cũng không do dự gì mà cầm lấy bóp cò súng luôn. Đùng! Một âm thanh hơi nhỏ từ súng vang lên, viên trí mạng này đã bay ra khỏi họng súng, bay thẳng đến thái dương của quốc vương nước dẫn dao. Vì súng bắn tỉa của Trương Minh Nguyệt có cải dụng cụ giảm thanh nên tiếng súng phát ra cũng chỉ là những âm thanh rất nhỏ, đa số mọi người thường sẽ không nghe được. Nói thì chậm nhưng lúc ấy rất nhanh, viên đạn kia xuyên qua khe hở lớp bảo vệ của lính canh. Sau đó đánh thẳng ngay vào sâu trong thái dương của quốc vương nước dẫn dao. Quốc vương đứng đầu nước dẫn dao đã nở hoa rồi đó. Ông ta đã bị Trương Minh Nguyệt bắn một phát nổ tung cả đầu. chương 965 viên đạn. Đạn của súng bắn tiểm mạnh đến mức đương nhiên không cần phải nói thêm. Quốc vương nước dẫn dao bị bắn vỡ đầu, óc bắn tung tóe trên cửa xe, máu bắn tung tóe vào người lính canh bên cạnh viên đạn kia sau khi bắn vỡ đầu quốc vương nước dẫn giao, còn xuyên qua tim và não một tên lính canh đứng thẳng với quốc vương. Người lính canh bị bắn xuyên tim, ngã xuống đất rồi chết. Sự thay đổi đột ngột này khiến các đại thần, lính canh và binh lính có mặt tại đây đều ngạc nhiên và sửng sốt. Không ai có thể ngờ rằng bên ngoài cung điện được canh phòng cẩn mật như thế, dưới sự bảo vệ của vô số lính canh, quốc vương vậy mà lại bị người khác bắn vỡ đầu. Người lính canh bị bắn xuyên tim mà chết kia không một ai quan tâm tới người bọn họ quan tâm chính là quốc phương quốc phương bị bắn vỡ đầu nằm gục ngay bên cạnh cửa xe máu từ đầu ông ta không ngừng chảy ra quả thật vô cùng khủng khiếp quốc phương bị bắn chết nhiều người chết lặng bàng hoàng chưa kịp bình phục lần này thất trách rất nhiều người sẽ bị liên lụy sẽ bị trách phạt mau gọi xe cấp cứu mau bắt lấy hung thủ lúc này một vị quan chức phản ứng lại lập tức hét lên những người có mặt đều bừng tỉnh có người nhao nhao lên gọi xe cấp cứu còn các binh lính và lính canh làm nhiệm vụ canh gác thì đuổi theo hướng có làn đạn bay tới mặc dù quốc vương đã bị bắn vào đầu và đã chết hoàn toàn nhưng các vị quan chức vẫn muốn gọi cấp cứu đến để các bác sĩ thông báo cái chết của quốc phương sau khi bắn trúng đầu quốc vương nước dẫn dao trương minh nguyệt vô cùng phấn khích tuy nhiên cô cũng biết rằng chỗ này không thích hợp để ở đây lâu và binh lính và lính canh của đối phương nhất định sẽ tìm thấy khách sạn này theo hướng đạn. Cô lập tức ném khẩu súng bắn tỉa xuống sàn nhà, ngay cả súng cũng không cần, cứ thế xoay người ra khỏi phòng. Sau đó, cô trực tiếp đi vào thang máy và bình tĩnh đi xuống lầu. Vì khách sạn này cách hoàng cung khá xa, nên khi Trương Minh Nguyệt xuống đến tầng 1, binh lính và lính canh còn chưa đuổi tới nơi. Tâm lý Trương Minh Nguyệt rất vững vàng, cô bình tĩnh bước ra khỏi cửa khách sạn rồi rẽ vào một con hẻm bởi vì quốc vương bị ám sát lúc này trong ngoài hoàng cung đều đã loạn thành một mớ người dân đi trên đường đều không biết có chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy vô số binh lính và lính canh điên cuồng mà chạy bọn họ cũng bị dọa sợ nhao nhao chạy trốn binh lính và lính canh lao vào các tòa nhà xung quanh để tìm kiếm kẻ đã xả súng khách sạn mà trương minh nguyệt ở cũng bị các binh lính xông vào sau khi trương minh nguyệt sẽ vào một vài con hẻm cô lập tức lên xe mà tổ đặc công xe đầu chuẩn bị sẵn sau đó phóng đi thật nhanh. Đám lính canh lục soát hết một lượt cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng mà Trương Minh Nguyệt ở trước đây. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy trên sàn nhà có một khẩu súng bắn tỉa. Nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa này, bọn họ đều biết kẻ bắn tỉa ban nãy là từ đây ám sát quốc vương. Thế nhưng, bây giờ chỉ còn lại phòng không, không biết hung thủ thì đã chạy đâu mất. Bọn họ lập tức báo cáo tình hình cho cấp trên. Cấp trên lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn thành phố. Nhất định phải bắt được hung thủ giết quốc phương. Bởi vì Trương Minh Nguyệt đã đeo găng tay màu trắng khi dùng súng bắn tỉa, cho nên trên súng không hề có dấu vân tay của cô, đám lính canh kia cho dù có tìm thấy khẩu súng bắn tỉa của cô thì cũng không có chứng cứ. Khi các bộ liên quan thông qua camera giám sát, truy tìm thấy Trương Minh Nguyệt đi từ khách sạn ra, lên xe và chạy thoát thì Trương Minh Nguyệt đã đến chỗ không có camera và đổi sang xe khác. Khi xe cấp cứu đến hiện trường, Quốc vương nước dẫn dao đã sớm biến thành một cái xác chết thê thảm rồi. Bị súng bắn tỉa bắn vỡ đầu, làm sao mà không chết được. Tin tức quốc vương nước dẫn dao bị người khác dùng súng giết chết rất nhanh đã lan khắp thế giới. Người đứng đầu nước dẫn dao bị bắn chết bên ngoài cung điện được canh phòng cẩn mật, gây chấn động thế giới. Vì chưa bắt được hung thủ nên không ai biết hung thủ là ai nhưng nhiều người đoán rằng có lẽ hung thủ là nước Long Quốc, bởi vì nước dẫn giao và nước Long Quốc vốn là kẻ thù với nhau, ngoại trừ nước Long Quốc, còn có nước nào dám cho người đi giết quốc vương nước dẫn giao. Quốc vương nước Long Quốc và Lê Vĩnh Thiên cùng năm hộ soái khác sau khi biết tin quốc vương nước dẫn giao đã chết, đều vui mừng khôn xiết. Chỉ bọn họ mới biết, đây là tác phẩm của Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng tổ đặc công xe đầu. Trương Minh Nguyệt không hổ danh là nữ đặc công ưu tú nhất của nước Long Quốc chúng ta lê vĩnh thiên sau khi biết tin quốc vương nước dẫn giao đã chết không khỏi cảm thán giờ đây trương minh nguyệt mã đáo thành công thành công giết chết quốc vương nước dẫn giao lê vĩnh thiên không cần lo lắng cho cô nữa mà chỉ lo lắng về phía hà ngọc vinh hà ngọc vinh ơi là hà ngọc vinh thân là đội trưởng đội đặc nhiệm phượng hoàng đã cùng tôi vào sinh ra tử nhiều năm lần này cô không thể thất bại được lê vĩnh thiên thầm cầu nguyện trong lòng lúc này tại thủ đô sư quốc quốc phương sư quốc cùng các tướng vừa kết thúc cuộc họp và đang trên đường trở về cung điện. Bởi vì tin quốc phương nước dẫn giao bị ám sát bằng súng đã chuyển đến sư quốc, quốc phương sư quốc lo lắng mình cũng bị ám sát, cho nên càng cử thêm nhân lực bảo vệ trên đường đi. Vô số xe quân sự hộ tống ông ta về cung điện. Mà trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng gần cung điện, một cô gái đeo găng tay trắng đã sớm lắp đặt xong súng bắn tỉa và ẩn náu vô cùng kín đáo. Cô gái này chính là đội trưởng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng mà Lê Vĩnh Thiên đã phái đến sư quốc để thực hiện nhiệm vụ ám sát quốc vương sư quốc Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh từ lâu đã biết hôm nay quốc vương sư quốc sẽ mở cuộc họp và sẽ trở về cung điện, cho nên cô đã đến trước và ở trên sân thượng tòa nhà tìm điểm lắp súng bắn tỉa và đã rình rập từ lâu. Nhìn thấy vô số xe quân sự trùng trùng điệp điệp hộ tống quốc vương sư quốc quay về cung điện, Hà Ngọc Vinh biết mục tiêu đã xuất hiện. Trông thấy nhiều xe hộ tống quốc phương sư quốc như thế, trong lòng cô không khỏi căng thẳng. Thế nhưng, cô một lòng đến để ám sát quốc phương sư quốc, cho dù đối phương có thêm xe quân sự hộ tống, cô cũng không sợ. Cho dù có phải chết, cô cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chương 966 không hề lo lắng. Là đội trưởng của đội đặc biệt Phượng Hoàng, Hà Ngọc Vinh đã thực hiện quá nhiều nhiệm vụ ly kỳ, vào sinh ra tử, cô sớm đã không còn quan tâm đến việc sống chết của mình cho dù bên kia có bao nhiêu xe quân sự cô ấy cũng không hề lo lắng bởi vì cô đang ở trên tòa nhà cao tầng chính là từ trên cao nhìn xuống chỉ cần quốc vương sư quốc xuống xe cô có thể nổ súng bất cứ lúc nào cho dù có nhiều vệ sĩ hơn nữa cũng không thể ngăn cản cô nổ súng không cần phải nói thêm chỉ một lúc sau xe riêng của quốc vương sư quốc đã được các xe quân sự hộ tống đến trước cung điện sau đó một đám vệ sĩ lên xuống xe, xếp thành hai hàng dài đến tận cửa cung điện. Sau khi chuẩn bị xong, bảy vệ sĩ thân cận đi đến xe riêng của quốc vương sư quốc, đứng bên cạnh, trong đó có một người đứng ra mở cửa xe cho quốc vương. Dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ thân cận, quốc vương sư quốc bắt đầu thận trọng bước xuống xe. Nhìn thấy quốc vương sư quốc cuối cùng cũng xuống xe, tim Hà Ngọc Vinh không khỏi đập nhanh hơn. Cô ngay lập tức bắt đầu nhắm mục tiêu bởi vì hà ngọc vinh đang ở trên sân thượng tòa nhà từ trên cao nhìn xuống tuy rằng quốc vương sư quốc có vệ sĩ thân cận nhưng đầu của ông ta vẫn lộ ra dưới họng súng của hà ngọc vinh hà ngọc vinh lúc này cũng rất căng thẳng người cô muốn ám sát không phải là tướng địch bình thường mà là người đứng đầu nước địch ám sát một nhân vật có quyền lớn như vậy bất luận là ai cũng đều căng thẳng cô cũng biết rằng mình chỉ có một cơ hội để bắn nếu bắn trượt phát đầu tiên quốc phương sư quốc nhất định sẽ lại trốn trong xe. Cho dù ông ta không trốn trong xe, thì đám vệ sĩ của ông ta sẽ bảo vệ ông ta thật cẩn thận, sau đó điên cuồng đánh trả. Hà Ngọc Vinh không vội nổ súng, cố gắng để bản thân bình tĩnh trước khi bắn. Lúc này, dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ, quốc phương sư quốc đã xuống xe rồi, từng bước từng bước đi về phía cung điện. Họng súng của Hà Ngọc Vinh vẫn luôn theo sát đầu của quốc phương sư quốc cô đã tính ra tần suất đi lại của quốc phương sư quốc nhưng trong lòng cô vẫn chưa bình tĩnh hẳn nên vẫn không dám xuống tay nổ súng. Trương Minh Nguyệt đã thành công ám sát quốc phương nước dẫn giao rồi, Hà Ngọc Vinh mình là đội trưởng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, nhất định không thể thua. Hà Ngọc Vinh thầm nghĩ trong lòng. Tính háo thắng của Hà Ngọc Vinh nổi lên, một niềm tin không ai hơn mình nổi lên. Lúc này, chỉ còn chưa đầy 10 bước nữa là quốc phương sư quốc đã đến cổng cung điện. Hà Ngọc Vinh biết chỉ cần ông ta đi vào trong cung điện, cô sẽ không có cơ hội ra tay. Sau khi nhắm chuẩn vào đầu quốc vương, cô dứt khoát bóp cò. Bằng một tiếng súng cực nhỏ vang lên, viên đạn từ trên bắn xuống theo hướng chéo về phía đầu quốc vương. Súng bắn tỉa của Hà Ngọc Vinh đã được lắp thêm bộ phận giảm thanh, tiếng súng phát ra âm thanh rất nhỏ, người bên dưới hoàn toàn không thể nghe thấy được. Cho dù là nghe thấy thì tốc độ đạn bay vẫn nhanh hơn tốc độ âm thanh khi bọn họ nghe thấy thì cũng đã muộn rồi lý do tại sao hà ngọc vinh lại lắp thêm giảm thanh vào súng bắn tỉa là bởi vì để bản thân không bị phát hiện sớm có thời gian tẩu thoát tuy rằng đã lắp thêm giảm thanh làm ảnh hưởng đến độ chính xác của đường đạn nhưng ảnh hưởng không đáng kể nếu không lắp giảm thanh đám vệ sĩ của quốc vương sư quốc nhiều như thế nhất định sẽ nghe thấy tiếng súng và bọn họ lập tức sẽ xông lên hoàn toàn không có thời gian chạy thoát vì để bản thân có thời gian chạy thoát nhất định phải lắp giảm thanh. Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, viên đạn từ trên cao bắn xuống lúc này đã bay đến đỉnh đầu quốc vương sư quốc. Không một ai biết nguy hiểm đang cận kề. Bùm, tiếng đạn va vào đầu quốc vương vang lên. Đầu quốc vương bỗng nhiên nổ tung, máu bắn tung tóe. Một màn bất ngờ này làm cho tất cả đều kinh ngạc, tất cả đều ngẩn ra đấy. Quốc vương sư quốc bị bắn vỡ đầu, thân hình mập mạp đột nhiên run lên rồi mềm nhũn, ngã xuống đất, kêu lên một tiếng. Ông ta chỉ cách cửa cung điện chưa đến 10 bước lại bị ám sát. Hà Ngọc Vinh thấy bản thân đã thành công giết chết quốc phương sư quốc, vô cùng phấn khích. Cuối cùng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, giết chết quốc phương sư quốc. Là đội trưởng đội đặc công Phượng Hoàng, mình biết chắc bản thân sẽ không hề kém cạnh tổ trưởng tổ đặc nhiệm xe đầu, Trương Minh Nguyệt chút nào. Hà Ngọc Vinh nghĩ thầm trong lòng. Nhìn thấy quốc phương sư quốc gục xuống, đầu ngẹo sang một bên, Cô lập tức bỏ súng và chạy trốn. Bởi tòa nhà cô đang đứng quá cao, nếu đi thang máy xuống nhất định sẽ tốn thời gian, lúc đó đám quân binh của quốc vương sư quốc nhất định sẽ đuổi kịp, cô có thể còn không kịp chạy xuống tầng 1. Vì thế cô đã chuẩn bị sẵn một sợi dây thừng, từ phía đối diện với cung điện trực tiếp từ trên sân thượng tòa nhà theo dây thừng trượt xuống thật nhanh. Lúc này, một tướng lĩnh có nhiệm vụ hộ tống quốc vương về cung điện phản ứng lại, lập tức chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng nơi Hà Ngọc Vinh vừa đứng đó, hét lớn, "Mau đuổi theo, mau đuổi theo hung thủ, hung thủ ở bên đó." Từ hướng đạn bay anh ta đã sớm đoán ra vị trí của hung thủ. Đám vệ sĩ nghe lệnh lập tức lao nhanh về phía tòa nhà cao tầng kia. Vô số các xe quân sự, giống như những con mãnh thú điên cuồng, ầm ầm lao về phía tòa nhà cao tầng. "Mau gọi cấp cứu," tên tướng lĩnh kia lại tiếp tục gào lên. Mặc dù anh ta biết Quốc Vương bị bắn vỡ đầu, đã chết ngay lập tức nhưng anh ta vẫn gọi cấp cứu và làm theo hình thức. Quốc Vương có chết hay không, đều là do các bác sĩ thông báo mới được. Nghe được mệnh lệnh của tướng lĩnh, bọn họ lập tức gọi cứu hộ đến. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, Quốc Vương sư quốc vẫn bị ám sát, bọn họ biết bọn họ đã thất bại và thảm họa đang tới gần. Sau khi gọi xe cấp cứu, vị tướng lĩnh kia đích thân dẫn người lao về phía tòa nhà cao tầng mà Hà Ngọc Vinh ban nãy đứng. Anh ta hận không thể băm kẻ đã ám sát quốc vương thành trăm nghìn mảnh. Hà Ngọc Vinh từ trên sân thượng tòa nhà trượt xuống theo sợi dây thường mới được một nửa đã nghe thấy vô số tiếng xe quân sự từ xa lao tới, vô số tiếng chân lao thẳng về phía mình. Cô nhất thời kinh ngạc, sau đó vội vàng tăng tốc độ trượt xuống. chương 967 lao đi. Sau khi trượt xuống dưới tầng, Hà Ngọc Vinh lập tức lên xe đã đậu ở dưới sau đó đạp ga phóng đi. Chiếc xe mà Hà Ngọc Vinh phóng đi chính là một chiếc xe Ferrari thể thao màu đỏ. Đây là xe mà các đặc công của của tổ đặc nhiệm xe đầu nằm vùng ở Sư Quốc đưa cho cô. Đương nhiên, tiền mua xe là do nước Long Quốc trả. Nhiệm vụ giết quốc phương Sư Quốc là do Hà Ngọc Vinh thực hiện, đương nhiên phải đưa cho cô một chiếc xe thật tốt để cô có thể chạy thoát được. Đây đều là phương án tốt nhất mà Trương Minh Nguyệt thiết kế cho Hà Ngọc Vinh để chạy trốn. Tuy nhiên, lúc này đám xe quân sự của sư quốc đã đến gần tòa nhà. Xe quân sự hộ tống được quốc phương phái đến đã vượt khỏi dự đoán của Trương Minh Nguyệt. Trong phương án chạy trốn mà Trương Minh Nguyệt thiết kế, cô không ngờ đến sẽ có xe quân sự đuổi theo Hà Ngọc Vinh. Xe địch đã đuổi gần đến tòa nhà, thấy một chiếc Ferrari màu đỏ từ phía sau tòa nhà phóng nhanh như bay liền lập tức biết rằng chắc chắn hung thủ đã bỏ chạy. Mau nổ súng, đừng để cô ta chạy thoát, tướng địch lập tức ra lệnh. Cạch cạch cạch, bằng 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 tiếng súng dữ dội vang lên vô số viên đạn bay đến chỗ chiếc ferrari màu đỏ thế nhưng kỹ năng lái xe của hà ngọc vinh là đỉnh cao đó chiếc ferrari như bóng ma bay nhanh rồi tạt vào một con đường khác những viên đạn kia bắn chúng người đi đường và các xe khác những người bị bắn trúng lần lượt ngã xuống những chiếc xe bị đạn bắn chúng cũng lần lượt vỡ tan thành người trong xe cũng trúng đạn hiện trường đầy dẫy thương vong tướng địch bàng hoàng khi thấy có quá nhiều dân thường bị giết vì mệnh lệnh của mình. Quốc phương bị ám sát là đã thất bại vô cùng, nay lại tàn sát nhiều dân thường như thế, làm sao có thể giải thích với người dân. Đừng bắn nữa, mau đuổi theo, nhất định phải bắt được hung thủ. Tướng địch lại tức giận hét lớn. Trên đường xe cộ và người dân đi lại quá nhiều, anh không dám vì tiện ra lệnh nữa. Hung thủ thì không chết, mà ngược lại dân mình lại ngã xuống, điều này ảnh hưởng vô cùng lớn. Các binh lính và xe quân sự nghe lệnh, lập tức đạp ga đuổi theo, muốn đuổi kịp Hà Ngọc Vinh. Xe quân sự của địch tuy rất huy vũ và bá khí nhưng không thể chạy được bằng Ferrari của Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh lái chiếc Ferrari, liệng trái lách phải như một bóng ma, rất nhanh đã thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch. Mau chóng thông báo cho các bộ ban, phong tỏa mọi con đường, truy lùng chiếc xe Ferrari màu đỏ, truy sát toàn thành phố, không được thể hung thủ chạy thoát. Tướng địch lập tức ra lệnh những người bên cạnh anh ta cũng lập tức gọi điện cho các bộ ban phong tỏa đường phố truy sát chiếc ferrari màu đỏ của hà ngọc vinh trên toàn thành phố tướng địch đích thân thông báo cho cấp trên về việc quốc vương bị ám sát cấp trên biết tin quốc vương bị ám sát ngay trước cung điện vô cùng sửng sốt lập tức phái một số lượng lớn quân binh truy đuổi hung thủ tin tức quốc vương sư quốc bị giết một cách thần bí ngay trước cửa cung điện rất nhanh đã chuyển đi khắp nơi tin tức này giống như đạn nổ làm cho tất cả một lần nữa sừng sốt. Nửa tiếng trước, tin tức quốc vương nước dẫn dao bị bắn chết bên ngoài hoàng cung đã khiến cả thế giới chấn động. Sau đó lại đến quốc vương sư quốc cũng bị bắn chết ngay trước cổng cung điện. Hàng loạt tin tức bùng nổ này khiến cho những người đứng đầu các nước đều đứng ngồi không yên. Nhất là quốc vương nước liệp ưng và nước cử hùng, bọn họ đều đoán ra đây là hành vi của long quốc. Bởi vì sư quốc và nước dẫn dao đều giống bọn họ, đều là kẻ thù của long quốc. Quốc Vương Long Quốc đã tuyên thệ trong cuộc họp rằng bất cứ ai xâm phạm Long Quốc đều sẽ nhận trừng phạt. Hiện tại Quốc Vương Long Quốc quả thật đang bắt đầu hành động rồi. Bọn họ không ai ngờ tới, Quốc Vương Long Quốc sẽ thật sự giết chết các quốc vương khác để trả thù. Quốc Vương hai nước Liệp Ưng và Cử Hùng giờ giống như những con chim nhỏ hoảng sợ, sợ rằng xung quanh mình cũng sẽ có những tay súng ám sát của Long Quốc, không dám ra khỏi hoàng cung nửa bước. Bọn họ đều trốn trong hoàng cung thậm chí còn điều thêm quân đội để bảo vệ Hoàng Cung. Long Quốc Quốc vương Long Quốc và Lê Vĩnh Thiên cùng 5 vị hộ soái khác cũng nhận được tin tức quốc vương sư quốc bị bắn chết, vô cùng vui mừng. Đây quả thật là tin chiến thắng liên tiếp báo về, Trương Minh Nguyệt thành công, Hà Ngọc Vinh cũng thành công, tất cả đều tiến hành một cách thuận lợi, đều vượt qua dự liệu của bọn họ. Bọn họ còn cho rằng Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh sẽ không thuận lợi thành công như thế, không ngờ hai người họ có thể hoàn thành cứ ra tay là nhất định sẽ thành công. Người dân Long Quốc biết tin quốc vương sư quốc và quốc vương nước dẫn giao bị bắn chết, đương nhiên là vỗ tay vui mừng. Bởi nước dẫn giao và sư quốc đều xâm lược Long Quốc, đối với Long Quốc tạo thành tổn thương vô cùng lớn, bây giờ người đứng đầu của đám người đó đã chết, bọn họ đương nhiên vui mừng rồi. chương 968 đoán Đương nhiên, rất nhiều người dân Long Quốc đều đoán được đây là sát thủ do Long Quốc phải đi. Chuyện này quá là dễ đoán rồi, ngoại trừ Long Quốc, còn nước nào dám giết người đứng đầu nước dẫn giao và sư quốc cơ chứ? Họ vô cùng ngưỡng mộ hai sát thủ bí ẩn đã giết quốc vương nước dẫn giao và quốc vương sư quốc, tuy rằng họ còn chưa biết hai sát thủ bí ẩn đó là ai nhưng trong lòng bọn họ hai người đó đã trở thành anh hùng cứu thế của Long Quốc. Lê Vĩnh Thiên biết tin Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh liên tiếp thành công thì vô cùng vui mừng, nhưng cũng không ngừng lo lắng cho bọn họ. Bởi vì hai người bọn họ tuy là đã thành công giết chết quốc vương nước dẫn giao và quốc vương sư quốc nhưng hiện tại chắc chắn bọn họ vẫn đang bị nước địch truy sát, có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không cũng chưa nói trước được. Bọn họ thâm nhập vào nước địch, không nằm trong phạm vi mà anh có thể bảo vệ được, có thể thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm hay không thì phải xem khả năng ứng biến của bọn họ. Trương Minh Nguyệt ở nước dẫn giao phải liên tiếp thay đổi vài chiếc xe để chạy trốn, được các đặc công đang ẩn náu ở nước dẫn giao ứng cứu và đưa cô tới một nơi vô cùng bí mật, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì toàn bộ thành phố đều đang truy bắt cô, cho nên chắc chắn mọi phương tiện giao thông đều bị lục soát nghiêm ngặt, cô không thể về nước nhanh được. Nếu bây giờ ngồi máy bay hoặc đi thuyền chắc chắn sẽ tự mình chui vào lưới. Cô phải ở lại nước dẫn giao trốn một thời gian, sau đó lại tìm cơ hội trở về nước. Sau khi đến nơi bí mật trốn Trương Minh Nguyệt để người của tổ đặc công xe đầu báo cáo lại tình hình cho Lê Vĩnh Thiên, nói với Lê Vĩnh Thiên rằng bây giờ mình tạm thời an toàn, để anh yên tâm. Lê Vĩnh Thiên nhận được tin tức mật báo từ tổ đặc nhiệm xe đầu, thông báo rằng Trương Minh Nguyệt theo kế hoạch trốn ở một nơi bí mật, tạm thời an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, phía Hà Ngọc Vinh cứ mãi chưa có tin tức gì, anh cũng vẫn chưa thể thả lỏng được, trong lòng âm thầm lo lắng cho Hà Ngọc Vinh. Lúc này, ở thủ đô Sư Quốc, Toàn bộ thủ đô sư quốc giống như điên cuồng, vô số xe quân sự, xe cảnh sát và các binh lính từ bốn phía truy bắt hung thủ bắn chết quốc vương sư quốc. Hà Ngọc Vinh đạp ga xe Ferrari, không ngừng điên cuồng bỏ chạy, cắt đuôi rất nhiều xe quân sự, xe cảnh sát, nhưng Ferrari của cô lại bị các bộ ban liên quan của sư quốc khóa chặt, không ngừng thông qua camera giám sát mà truy đuổi cô. Cho dù cô chạy đến đâu, cũng sẽ có quân binh của sư quốc đuổi tới, cô hoàn toàn không thể chạy thoát được khi cô lái ferrari đến phía trước chuẩn bị đổi xe khác để chạy trốn thì phát hiện ở đó sớm đã có mai phục cô lập tức sững sờ việc đổi xe khác bây giờ là không có khả năng rồi chỉ có thể tiếp tục lái ferrari quay đầu chạy trốn đám quân địch nhìn thấy hà ngọc vinh quay đầu chạy trốn lập tức lái xe đuổi theo bởi vì hà ngọc vinh quay đầu chạy trốn đám người vốn đuổi theo từ đằng sau cũng đuổi tới nơi hà ngọc vinh chỉ có thể rẽ vào một đường khác muốn trốn từ phía trong nhưng đám quân địch đã nhìn thấy xe của Hà Ngọc Vinh từ phía sau tràn đến. Hà Ngọc Vinh thấy toàn thành phố đều bị truy đuổi, biết chắc rằng lần này khó thoát. Thế nhưng cô nhất định sẽ không từ bỏ, cho dù phải chết, cũng sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Vì thế cô vừa lái xe vừa kéo cửa sổ xuống, sau đó không ngừng xả súng từ ngoài cửa sổ. Trong phương án chạy trốn của Trương Minh Nguyệt, tuy cũng xem xét đến việc Hà Ngọc Vinh trong lúc chạy trốn gặp phải đám binh lính truy đuổi, vì thế để tổ đặc công để trong xe Ferrari của Hà Ngọc Vinh vài khẩu súng và lựu đạn. Cho dù không gặp phải cảnh đánh nhau, thì khi Hà Ngọc Vinh đổi xe, cũng có thể dùng súng và lựu đạn để làm nổ tung Ferrari. Đám quân địch phía sau đang đuổi theo Hà Ngọc Vinh tập trung truy đuổi cô, chúng không ngờ rằng Hà Ngọc Vinh lại ném lựu đạn từ trong xe ra. Khi bọn chúng nhìn thấy biết bao nhiêu lựu đạn lăn đến dưới đất, muốn dừng xe cũng không kịp nữa rồi. Âm, um, âm, um, âm, um lựu đạn dưới đất không ngừng nổ liên tiếp, có những quả nổ ngay dưới gầm xe địch, làm cho bọn chúng nổ tung, phải quay xe đi. Bùm, bùm, bùm. Những xe phía sau rừng không kịp, tạo thành vụ nổ liên hoàn, âm thanh vang lên to vô cùng. Âm, âm, âm. Những chiếc xe của địch đều hư hỏng nặng, thậm chí là bốc cháy, hàng loạt tiếng nổ vang lên, quân địch tan hoang không ai nhận ra, tiếng gào khóc ai oán, xác chết ngổn ngang. Chương 969 bị truy đuổi. Do có một lượng lớn phương tiện nổ tung chặn đường nên xe quân sự của địch phía sau không vượt qua được, không thể tiếp tục đuổi theo Hà Ngọc Vinh. Cuối cùng Hà Ngọc Vinh cũng thoát khỏi cảnh bị truy đuổi, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Thế nhưng cô chưa chạy được bao xa đã có vô số xe quân sự và xe cảnh sát của địch xuất hiện ở ngã tư phía trước. Hà Ngọc Vinh lập tức kinh hãi, ba nẻo đường đằng trước đều là xe của địch, vốn không có cách nào xông qua bởi vì chiếc ferrari của hà ngọc vinh đã bị theo dõi cho dù cô chạy tới đâu cũng sẽ bị biết được nên những kẻ địch này đã sớm phục kích ở đây sư vương bị hà ngọc vinh bắn chết quân đội sư quốc đều nổi điên điều động toàn bộ binh lực của thành phố hà ngọc vinh đến đâu cũng sẽ bị bao vây chặn lại để người bên mình không bị thương lãnh đạo sư quốc ra lệnh bắt sống hà ngọc vinh với nhiều binh sĩ săn lùng một người thế này họ không tin họ không bắt được cô ta con đường phía trước đã bị phong tỏa hà ngọc vinh biết mình không thể xông qua lập tức lùi xe quay đầu chạy ngược về sau quân địch sư quốc nhìn thấy hà ngọc vinh chạy ngược về lập tức xông lên đuổi theo hà ngọc vinh biết cách đây không xa chính là nơi vừa xảy ra vụ nổ liên hoàn đường đi đã bị chặn lại mình nhất định phải nghĩ cách khác mới được nhìn thấy xe địch phía sau tràn tới cô cũng học theo liên tục ném lựu đạn từ trong xe ra ngoài cửa sổ lựu đạn lăn đầy trên mặt đất quân địch đằng sau chỉ lo liều mạng đuổi theo Hà Ngọc Vinh, tốc độ xe quá cao, lúc nhìn thấy lựu đạn thì đã không kịp phanh lại. Oanh, âm um, âm, um, oanh, lựu đạn không ngừng phát nổ dưới gầm xe đối phương, nổ tung hất một số xe lên. Những chiếc xe phía sau cũng không kịp phanh, lũ lượt đâm vào chiếc xe bị nổ tung phía trước, xảy ra va chạm liên hoàn. Sau khi va chạm liên hoàn xảy ra, một số xe bốc cháy lại gây ra nổ lớn, vô số số quân địch chết và bị thương hà ngọc vinh nhìn qua gương chiếu hậu thấy nhiều quân địch chết và bị thương như vậy trong lòng lập tức mừng rỡ mình làm địch tử thương vô số coi như chết cũng là đáng giá nhưng mà hiện tại đã có cơ hội chạy trốn tất nhiên hà ngọc vinh sẽ không chết dễ dàng lúc này hà ngọc vinh nhìn thấy phía trước có một lượng lớn binh bộ của địch đuổi tới những người này là binh lính còn sống sót sau khi xảy ra vụ nổ liên hoàn đầu tiên xe của họ không thể dùng nữa nên đành đi bộ những binh lính này nhìn thấy hà ngọc vinh lái ferrari xông tới lập tức nhắm bắn cô tuy mệnh lệnh của cấp trên là bắt sống hà ngọc vinh nhưng nếu hà ngọc vinh cứ chạy xe về phía bọn họ như vậy bọn họ chắc chắn sẽ bị đâm chết mạng sống đang bị đe dọa họ không quan tâm nổi tới mệnh lệnh của cấp trên nữa hà ngọc vinh có xe bọn họ thì không nếu không nổ súng thì làm sao bắt sống cô ta chỉ có cách bắn cô ta khiến cô ta bị thương mới có cơ hội bắt sống được Păng păng păng. Két. Hà Ngọc Vinh thấy quân địch nổ súng về phía mình, lập tức kinh hãi, vội đánh tay lái đồng thời đạp ga, lao thẳng ra khỏi vành đai xanh. Xe thể thao Ferrari rất tốt, nó như một con ngựa hoang dã, trực tiếp lao qua vành đai xanh. chương 970 gặp nguy hiểm. Vô số viên đạn bay lướt qua chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh. Do Ferrari đã chuyển hướng và vượt qua vành đai xanh, Hà Ngọc Vinh đang kinh sợ tránh được một kiếp nạn nếu không phải do cô phản ứng đủ nhanh nếu không phải hiệu suất của ferrari đủ tốt vừa rồi cô đã bị bân thành tổ ong rồi sau khi hà ngọc vinh ra khỏi vành đai xanh lập tức rẽ vào một con hẻm nhỏ lái xe chạy trong con hẻm quân địch thấy hà ngọc vinh chạy trốn qua hẻm nhỏ lập tức kinh ngạc báo cáo lại tình huống cho cấp trên cấp trên tiếp tục điều động quân đội tiến hành truy bắt ngăn chặn hà ngọc vinh một mình hà ngọc vinh mà khiến cho sư quốc gà chó không yên lâm vào tình trạng hỗn loạn sau khi chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh tiến vào ngõ nhỏ thì nhanh chóng tăng tốc chạy, không lâu sau đã ra đến một con phố khác. Tuy quân địch đã tiến hành truy lùng Hà Ngọc Vinh khắp thành phố, nhưng chiếc Ferrari của Hà Ngọc Dung chạy quá nhanh, kế hoạch của bọn họ luôn không kịp thay đổi, muốn sắp xếp lại quân đội tiến hành truy bắt Hà Ngọc Vinh vẫn cần một thời gian nhất định. Hà Ngọc Vinh tiếp tục lao nhanh trên đường, vài chiếc xe không kịp tránh đều bị đâm bay. Vì để bắt được xạ thủ đã giết sư vương cấp trên còn điều động cả máy bay chiến đấu. Chỉ một lát sau, Hà Ngọc Vinh nghe thấy tiếng ầm ầm không ngừng của máy bay trực thăng chuyển đến, cô ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy trên không trung có vài chục chiếc máy bay quân sự đang truy đuổi mình. Hà Ngọc Vinh biết mình lúc này mình có mọc cánh cũng khó mà thoát. Bấy giờ trong tai nghe của cô truyền đến giọng nói của Trương Ánh, thành viên của tổ đặc công xe đầu ẩn nấp ở Sư Quốc, đội trưởng Hà, mau đến địa điểm ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp ứng cô ở đây vô dụng thôi tôi đã bị lộ quân địch điều động cả máy bay chiến đấu đuổi giết tôi bọn họ sẽ chạy theo tôi về địa điểm ban đầu mất đến lúc đó lại liên lụy các cậu hà ngọc vinh nói đội trưởng hà cô đừng nói những lời như vậy cô là anh hùng đã ám sát sư vương thành công tôi theo lệnh tới tiếp ứng cô không có liên lụy gì cả chúng tôi sẽ giúp cô thoát khỏi nguy hiểm bằng mọi giá trương anh nguyên nói mọi người thật vất vả mới ẩn núp được ở sư quốc về sau mọi người còn có trợ giúp lớn cho Long Quốc chúng ta, nếu chỉ vì cứu tôi mà khiến mọi người bại lộ thì tổn thất thật sự quá nghiêm trọng. Hà Ngọc Vinh nói, nhưng mà hiện giờ cô đang bị quân địch truy đuổi toàn thành phố, nếu không chạy đến chỗ chúng tôi cô sẽ không có cách nào trốn thoát. Trương Anh Nguyên nói, dù tôi chạy tới mọi người cũng không cứu được tôi, chẳng những vậy lại còn có thể khiến mọi người bị liên lụy. Đừng liên lạc với tôi nữa, tôi sẽ chống trả bọn họ đến cùng, chiến đấu đến cùng hà ngọc vinh nói đội trưởng hà cô không chỉ chiến đấu một mình cô còn có chúng tôi mau tới đi trương anh nguyên lo lắng nói lúc này trực thăng của kẻ địch đã đuổi tới theo dõi ngay trên đầu chiếc ferrari của hà ngọc vinh do trên đường phố có quá nhiều phương tiện dân sự nên máy bay trực thăng của kẻ thù không dám nổ súng xuống mặt đất bọn họ phụ trách theo dõi chiếc ferrari của hà ngọc vinh không cho cô chạy thoát đồng thời liên tục báo cáo hành tung của hà ngọc vinh cho cấp trên cảm ơn ý tốt của mọi người nhưng tôi thật sự không thể đến hà ngọc vinh nói xong thì kéo tay nghe ra tiếp tục lái xe chạy như bay cô biết nếu mình trở về nhất định sẽ khiến các thành viên của tổ đặc công xe đầu ẩn nấp trong sư quốc mất mạng chỉ vài thành viên của tổ đặc công xe đầu làm sao đấu nổi quân địch khắp thành phố cô thả chết chứ không muốn liên lụy tới đồng đội này 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 chiến hữu đội trưởng hà nhận được xin vui lòng trả lời nhận được xin vui lòng trả lời xin hãy đến chỗ chúng tôi chúng tôi sẽ đưa cô trở về trương anh nguyên không ngừng gọi lúc này trên đường phố lại xuất hiện vô số xe quân sự của địch xông tới từ bốn phương tám hướng tôi đã không thể trở về mọi người nhớ bảo trọng nhất định phải ẩn nấp thật kỹ tiếp tục phục vụ cho long quốc hà ngọc vinh nói xong thì đạp mạnh ga xông về phía đám xe quân sự của địch cô thả chết cũng không làm tù binh cô sẽ tự sát Đồng quy vô tận với quân địch. Chương 971 lao tới. Quân địch nhìn thấy Hà Ngọc Vinh lái xe vào tới thì đồng loạt cảm thấy hoảng sợ. Mau bắn đi, bắn vào bánh xe của cô ta. Một tên tướng lĩnh của địch đã phản ứng rất nhanh, anh ta lập tức hạ lệnh cho cấp dưới bắn vào bánh xe của Hà Ngọc Vinh. Sau khi những binh lính đó nghe được mệnh lệnh thì ngay lập tức bắn vào bánh xe Ferrari của Hà Ngọc Vinh. Bang bang bang, cạch 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 các loại tiếng súng đều cùng nhau vang lên một cách kịch liệt. Có vô số viên đạn đang bay về phía bánh xe Ferrari của Hà Ngọc Vinh. Bởi vì chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh đang nhanh chóng lao về phía trước, cho nên viên đạn của đối phương cũng không thể được bắn ra một cách chính xác. Chỉ có một số viên đạn bắn chúng vào mui xe. Tuy nhiên, hầu hết các viên đạn đều đập vào bánh xe. Mặc dù, chiếc Ferrari này có lốp xe rất tốt, nhưng cùng một lúc mà lại có nhiều viên đạn lao đến một cách mạnh mẽ như vậy, cho nên kiểu gì thì bánh xe cũng sẽ sớm bị một số viên đạn xuyên qua. Chiếc xe của mộ dung bắt đầu rơi vào trạng thái mất cân bằng mà nghiêng sang một bên. Cô ấy nhất thời kinh hãi, theo bản năng muốn sống, trong nháy mắt, cô ấy đã quên mất dự định cùng chết với kẻ thù lúc trước của mình. Cô ấy nhanh chóng tháo dây an toàn, sau đó mở cửa và nhảy ra khỏi xe. Nhưng vì tốc độ xe đang ở mức quá nhanh, mà Hà Ngọc Vinh lại muốn nhảy xuống đất, cho nên bởi vì tác dụng của quán tính, cô ấy không thể đứng vững mà cứ không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Mặc dù Hà Ngọc Vinh đã nhảy khỏi xe, tuy nhiên chiếc Ferrari vẫn tiếp tục xông về phía trước. Mặc dù bánh xe của Ferrari đã bị xuyên thủng, nhưng nó vẫn là một loại lốp xe đặc biệt và vẫn có thể tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, trong nháy mắt, chiếc xe này đã chạy đến vị trí trước mặt quân địch. Quân địch ở phía trước né tránh không kịp, cho nên đồng loạt bị văng hết lên trời sau đó chiếc ferrari đâm vào một chiếc xe chiến đấu mà đối phương đặt ở phía trước ầm um, một vụ va chạm dữ dội đã phát ra một tiếng động lớn chiếc ferrari bốc cháy mà hà ngọc vinh đã lắp đặt một quả bom ở trên xe một quả bom ngay sau khi quả bom đó được kích hoạt chiếc ferrari đã lập tức nổ tung ầm um, quả bom phát nổ và tiếp tục gây ra một tiếng nổ lớn khi chiếc ferrari nổ tung đồng thời nó cũng khiến mấy chiếc xe chiến đấu mà đối phương để gần đó cũng bị nổ tung. Quân địch xung quanh bị rơi vào trạng thái rối loạn sau tiếng nổ, đồng thời xuất hiện không ít xác chết ở quanh đó. Khi đặc công của tổ đặc công xe đầu không liên lạc được với Hà Ngọc Vinh thì lập tức liên lạc với hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên. Bởi vì hiện tại cấp trên của bọn họ, Trương Minh Nguyệt cũng đã phải vì quốc gia mà thực hiện một nhiệm vụ và không cách nào để liên lạc. Vì thế bọn họ chỉ có thể trực tiếp báo cáo tình hình hiện tại với hộ soái bảo vệ, Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên biết được đặc công hiện đang ẩn núp ở bên sư quốc gọi mật điện đến cho nên anh lập tức nghe máy. Hộ soái Lê, tôi là đặc công của tổ chức xe đầu, Trương Anh Nguyên. Hiện tôi đang ẩn núp ở sư quốc, Trương Anh Nguyên nói. Trương Anh Nguyên, tình hình hiện tại thế nào rồi? Hà Ngọc Vinh đâu? Lê Vĩnh Thiên lo lắng hỏi. Hộ soái lên, tình hình hiện tại không được lạc quan cho lắm. Tuy rằng đội trưởng Hà đã thành công ám sát mộ dung đội trưởng tuy rằng thành công ám sát quốc vương sư quốc, nhưng hành tung của cô ấy đã bị bại lộ. Hiện tại, cô ấy đang bị quân địch truy đuổi toàn thành. Trương Anh Nguyên nói, Lê Vĩnh Thiên nghe vậy, lập tức giật mình, anh không ngờ tới chuyện mình lo lắng nhất vẫn xảy ra. Hà Ngọc Vinh thật sự xảy ra chuyện rồi. Trương 972 mau tiếp ứng. Vậy các người mau đến tiếp ứng cho cô ấy đi, hộ soái Lê nói vừa rồi tôi cũng đã thông báo với đội trưởng hà để cô ấy nhanh chóng đi đến địa điểm tiếp ứng tuy nhiên cô ấy nói hiện tại quân địch đã dùng cả trực thăng để truy bắt cô ấy mà cô ấy lại không muốn liên lụy đến chúng tôi cho nên cô ấy sẽ không đến trương anh nguyên nói hộ soái lê nghe vậy thì lại tiếp tục giật mình hộ soái lê nếu đội trưởng hà không chịu đến đây thì chúng ta có nhất định phải đến tiếp ứng cho cô ấy hay không xin anh đưa ra chỉ thị trương anh nguyên hỏi Lê Vĩnh Thiên suy nghĩ một chút rồi nói với giọng điệu có chút thương cảm, hiện tại, quân địch trong toàn thành đều đang truy đuổi Hà Ngọc Vinh. Hơn nữa, bọn họ còn xuất động cả trực thăng, các người qua cũng không thể cứu được cô ấy. Hộ Soái Lê, hiện tại Hà Ngọc Vinh còn đang cùng quân địch đấu một trận chiến toàn máu, chẳng lẽ chúng ta cứ ở chỗ này mà trơ mắt nhìn? Chúng ta cứ như vậy mà thấy chết không cứu sao? Trương Anh Nguyên nói, cho dù mấy người có qua đó thì mấy người cũng phải chết cho nên không thể hy sinh một cách vô nghĩa như vậy được. Tuy Lê Vĩnh Thiên cũng cảm thấy rất đau lòng cho Hà Ngọc Vinh nhưng anh là người đứng đầu cả 10.000 quân, cho nên anh không thể chỉ vì cứu Hà Ngọc Vinh mà để cho những người khác trong tổ đặc công xe đầu phải hy sinh một cách vô ích được. Bởi vì, anh biết trong một tình huống như vậy, gần như là sẽ không ai có thể cứu được Hà Ngọc Vinh. Hộ xoái Lê, chúng tôi không sợ chết, vì thế, anh hãy mau chóng hạ lệnh để chúng tôi đi cứu đội trưởng Hà trương anh nguyên rất muốn đi cứu hà ngọc vinh nhưng lại không dám tự tiện hành động cho nên nhất định phải được lê vĩnh thiên chấp thuận cô ấy mới dám đi không được vất vả lắm các người mới có thể thành công ẩn núp ở nước địch cho nên tôi không thể để các người hy sinh một cách vô ích được lê vĩnh thiên nói hộ soái lê vừa rồi đội trưởng hà cũng nói như vậy trương anh nguyên cảm thấy có chút nghẹn ngào đội trưởng hà đã nói gì với cô lê vĩnh thiên hỏi khi tôi bảo cô ấy nhanh chóng đến điểm tiếp ứng để chúng tôi đón cô ấy về nước thì cô ấy nói cô ấy đã không thể về được nữa rồi. Cô ấy nói chúng tôi phải thật cẩn thận và nhất định phải ẩn núp ở chỗ tốt, tiếp tục cống hiến cho Long Quốc. Trương Anh Nguyên nói xong, cũng nhịn không được khóc nức nở. Tuy rằng cô ấy là một đặc công của tổ đặc công xe đầu, nhưng dù sao cô ấy cũng là một cô gái. Vì thế, cô ấy cũng sẽ bị hành động vì nghĩa lớn của Hà Ngọc Vinh làm cho cảm động đến khóc. Lê Vĩnh Thiên nghe xong, cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Tuy vậy, vì anh là người đứng đầu 10.000 quân nên anh nhất định không thể vì chuyện này mà bật khóc được. Các người cứ theo dõi chặt chẽ tin tức Hà Ngọc Vinh Phiêu. Nếu có tin tức của cô ấy thì lập tức báo cáo với tôi. Chỉ cần cô ấy không chết, Lê Vĩnh Thiên tôi cũng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để cứu cô ấy ra và đón cô ấy về nước. Lê Vĩnh Thiên nói với giọng điệu kiên định. Gió, Trương Anh Nguyên lập tức nhận mệnh lệnh bên phía Hà Ngọc Vinh. Sau khi Hà Ngọc Vinh nhảy khỏi, bởi vì tác dụng quán tính, cô ấy đã không ngừng lăn lộn trên mặt đất và đã bị trọng thương. Nhảy từ trên xe đang chạy tốc độ cao, cho dù có là cao thủ cũng sẽ bị thương. Mà Hà Ngọc Vinh cũng không ngoại lệ. Chiếc Ferrari của cô ấy và xe của đối phương đã phát nổ khi cô ấy đang nằm trên mặt đất. Vì thế, cô ấy cũng không bị thương vì chuyện này. Tuy nhiên, cô ấy đã bị trọng thương cho nên vẫn bị tiếng nổ lớn làm cho ngất xỉu. Sau khi vụ nổ lắng xuống, một số lượng lớn binh sĩ lính của quân địch đều đồng loạt nằm ngang dọc trên mặt đất. Người thì bị thương, người thì chết, một số bị nổ tung đến mức khuôn mặt biến dạng, một số bị nổ đến đứt tay chân, một số thì đang gào thét như sói. Những binh lính không bị thương nhìn thấy Hà Ngọc Vinh đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất cách đó không xa thì lập tức giống như một đám sói sông lên một cách điên cuồng và chen chúc nhau bởi vì hiện tại hà ngọc vinh đã bị thương hơn nữa cô ấy còn bị chấn động dẫn đến hôn mê cho nên lúc này những binh lính của quân địch cũng không cần phải tốn nhiều công sức mà đã bắt được cô ấy mặc dù cô ấy đã nghĩ thà chết cũng sẽ không làm tù bình một lòng muốn tự sát và chết cùng với kẻ địch nhưng đến cuối cùng hà ngọc vĩnh vẫn rơi vào tay quân địch cô ấy đã bị bắt sau khi quân địch bắt được hà ngọc vinh đang hôn mê thì lập tức đưa cô ấy đi bởi vì Hà Ngọc Vinh phiêu dùng súng giết chết quốc vương sư quốc. Hơn nữa, còn khiến cho cả sư quốc rơi vào tình trạng rối loạn và làm cho vô số binh lính của sư quốc mất mạng. Vì thế, quân địch nhanh chóng công bố bên ngoài việc đã bắt được hung thủ bắn chết quốc vương sư quốc. Nếu như không nhanh chóng công bố bên ngoài, thì những người ở bên ngoài sẽ cảm thấy quân đội của sư quốc bọn họ không có năng lực. Bởi vì quốc vương sư quốc đã chết, trừ quân lập tức lên vị trí để chủ trì đại cục quốc vương sư quốc mới nhậm chức, việc đầu tiên ông ta làm chính là công bố với dân chúng sư quốc chuyện sẽ công khai xử tử hung thủ đã giết quốc vương sư quốc Hà Ngọc Vinh vào 3 ngày nữa để báo thù cho quốc vương sư quốc và các binh lính đã bị Hà Ngọc Vinh nổ chết. chương 973 Hà Ngọc Vinh bị bắt Trương Anh Nguyên biết được tin Hà Ngọc Vinh phiêu bị bắt, lập tức báo cáo với Lê Vĩnh Thiên. Hộ xoái Lê, đội trưởng Hà đã bị bắt rồi. Trương Anh Nguyên nói, suốt cuộc, Hà Ngọc Vinh đã bị bắt như thế nào? Lê Vĩnh Thiên hỏi, Hà Ngọc Vinh bị quân địch truy đuổi cả thành, cho nên anh ấy cũng biết chuyện Hà Ngọc Vinh bị bắt sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đội trưởng Hà vốn định lái chiếc Ferrari để cùng chết với quân địch nhưng lại bị quân địch dùng súng bắn vào lốp xe. Trong lúc nguy cấp, đội trưởng Hà đã nhảy khỏi xe để chạy trốn và ngã xuống đất rồi trực tiếp ngất xỉu. Chiếc Ferrari đó đã đâm vào một chiếc xe của đối phương và gây ra một vụ nổ, đồng thời giết chết vô số binh lính của kẻ thù bởi vì Hà Ngọc Vinh đã ngất xỉu, cho nên cô ấy đã bị quân địch bắt làm tù binh. Trương Anh Nguyên nói. Lê Vĩnh Thiên nghe Trương Anh Nguyên nói như vậy thì không khỏi cảm thấy kính nể Hà Ngọc Vinh. Cô ấy vậy mà lại muốn chết cùng quân địch. Bởi vậy có thể thấy được, cô ấy thả chết cũng không muốn làm tù binh. Tuy rằng cuối cùng cô ấy đã nhảy khỏi xe, có thể là xuất phát từ bản năng sống sót, cho nên cô ấy mới phản ứng như vậy trong nháy mắt. Tuy nhiên, Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hành động anh hùng và vĩ đại của cô ấy. May mắn thay, vào thời điểm cuối cùng, cô ấy đã nhảy ra. Nếu không hiện tại cô ấy đã bị nổ đến thân xác cũng không còn lạnh lạnh. Nếu vậy, đến cơ hội cứu cô ấy, anh cũng không có. Hà Ngọc Vinh không hổ là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của Long Quốc chúng ta. Cô ấy không những đã giết được quốc vương sư quốc mà vừa rồi, trong lúc chạy trốn, cô ấy còn giết được rất nhiều kẻ địch khác. Cô ấy thực sự là một nữ anh hùng, Lê Vĩnh Thiên cảm thán nói. Chuyện Hà Ngọc Vinh bị bắt đối với anh mà nói cũng đã được xem như là một kết quả tương đối tốt. Anh còn sợ Hà Ngọc Vinh sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Nếu Hà Ngọc Vinh bị bắn chết ngay tại chỗ thì anh chắc chắn sẽ không thể cứu được cô ấy. Chỉ cần Hà Ngọc Vinh phiêu không bị bắn chết, anh chắc chắn có biện pháp để cứu cô ấy. Vì vậy, cho dù phải mất bất cứ giá nào, anh cũng phải cứu được vị nữ anh hùng Hà Ngọc Vinh này đúng vậy trong quá trình chạy trốn đội trưởng hà đã ném xuống không ít lựu đạn làm cho quân địch phải đồng loạt ngã xuống mà khóc thét hơn nữa còn làm cho vô số người bị thương cô ấy đã một mình làm cho nước địch trở thành một nơi gà bay chó nhảy tất cả đều trở nên hỗn loạn trương anh nguyên nói hà ngọc vinh đã lập nên một thành tích đáng nể trong trận chiến này vì thế cho dù thế nào tôi cũng sẽ cứu cô ấy ra ngoài mấy người cứ tiếp tục theo dõi một cách sát sao mọi hành tung của nước địch đồng thời cũng phải hỏi thăm xem hà ngọc vinh bị giam giữ ở đâu rồi điều tra rõ tình hình nhà tù giam giữ cô ấy lê vĩnh thiên nói rõ tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình hộ soái quốc vương sư quốc mới vừa nhậm chức của sư quốc vừa mới tuyên bố với dân chúng sư quốc rằng ba ngày sau bọn họ công khai xử tử đội trưởng hà trương anh nguyên nói cái gì quốc sư sư quốc mới của sư quốc muốn xử tử hà ngọc vinh nhanh như vậy sao lê vĩnh thiên nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc Đúng vậy, đội trưởng Hà chẳng những đã giết chết quốc vương sư quốc mà cô ấy còn giết vô số binh lính của sư quốc. Vì thế, quốc vương sư quốc này mới vội vàng muốn xử tử cô ấy để trấn an dân chúng và ổn định cục diện. Trương Anh Nguyên nói: "Tôi biết rồi, các người hãy mau chóng tra rõ địa điểm Hà Ngọc Vinh phiêu bị giam giữ. Thời gian còn lại của mấy người không nhiều lắm, một khi đã tra ra được thì lập tức nói cho tôi biết. Tôi và quốc vương Long Quốc sẽ thương lượng với quốc vương sư quốc xem sao." nếu thực sự không sao chúng tôi sẽ lập tức xuất binh đi cứu hà ngọc vinh lê vĩnh thiên nói rõ trương anh nguyên nhận mệnh lệnh sau khi cúp điện thoại lê vĩnh thiên lập tức từ thành phố đà lạt ngồi máy bay đặc biệt chạy tới long đô hà ngọc vinh đã thành công ám sát quốc phương sư quốc nhưng lại bị bắt vì thế lê vĩnh thiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu được cô ấy anh muốn đến gặp quốc phương long quốc và cùng quốc phương long quốc bàn luận chuyện đi cứu hà ngọc vinh sau khi đi tới long đô lê vĩnh thiên lập tức tiến cung tìm quốc vương long quốc lúc này quốc vương long quốc cũng đã nhận được tin hà ngọc vinh bị bắt hơn nữa hà ngọc vinh còn bị quốc vương sư quốc mới xử tử một cách công khai vào ba ngày sau hộ soái lê anh không ngại hàng nghìn km xa xôi mà chạy tới long đô để gặp tôi là vì có chuyện gì quốc vương long quốc hỏi thưa quốc phương hiện tại sát thủ hà ngọc vinh mà chúng ta phái đi đã thành công ám sát quốc vương sư quốc nhưng cô ấy lại bị quân địch bắt làm tù binh hôm nay tôi đến đây là muốn thương lượng với ngài xem chúng ta nên cứu hà ngọc vinh như thế nào lê vĩnh thiên mở cửa nhìn thấy núi nói hà ngọc vinh là đại anh hùng của long quốc chúng ta tôi đương nhiên cũng muốn cứu cô ấy nhưng bây giờ cô ấy đã rơi vào tay kẻ thù sao chúng ta có thể cứu cô ấy được đây quốc phương long quốc hỏi cách thì luôn có chỉ còn xem quốc phương có đồng ý với phương án của mặt tướng hay không lê vĩnh thiên nói lê vĩnh thiên có phương án gì mau mau nói đi hà ngọc vinh đã một mình xâm nhập vào nước của kẻ thù và thành công ám sát quốc vương sư quốc cô ấy đã vì long quốc chúng ta mà loại bỏ kẻ thù số một cho nên cô ấy chính là đại công thần của chúng ta cho dù thế nào tôi cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu được cô ấy quốc vương long quốc nói lần trước chúng ta đã đánh bại nước địch là sư quốc ở biên giới phía Bắc và bắt giữ 50.000 binh lính dưới trướng tướng Peter của quân định. Bây giờ, chúng ta có thể dùng 50.000 binh lính của quân địch này bắt làm tù binh và đưa sang sư quốc để trao đổi Hà Ngọc Vinh. Lê Vĩnh Thiên nói ra phương án của mình. Được rồi, đây là một kế sách tốt, cứ làm theo kế sách này của hộ soái Lê là được. Quốc phương Long Quốc nói. Quốc phương, dùng 50.000 binh lính của quân địch để trao đổi với một mình Hà Ngọc Vinh mà ngài lại đồng ý nhanh như vậy sao? Lê Vĩnh Thiên có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới quốc vương Long Quốc sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Đương nhiên, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Anh dũng thiện chiến như Hà Ngọc Vinh, cô ấy còn là một người đội trưởng can đảm của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng thì 50.000 binh lính của quân địch được tính là cái gì chứ? Tôi chỉ sợ dùng 50.000 binh lính bắt làm tù binh lại không đôi được mình Hà Ngọc Vinh. Quốc phương Long Quốc nói. Chúng ta có thể thương lượng với quốc phương Sư Quốc một chút. Nếu dùng 50.000 binh lính bắt làm tù binh để đổi lấy một mình Hà Ngọc Vinh, tôi nghĩ quốc phương Sư Quốc sẽ đồng ý. Nếu như bọn họ không đồng ý, chúng ta sẽ nghĩ ra một cách khác. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, tôi sẽ tự mình đi thương lượng với quốc phương Sư Quốc mới nhận chứa kia. Quốc phương Long Quốc nói. Vậy thì phải làm phiền quốc phương rồi. Long quốc có một vị quốc phương yêu bình như con như ngày thì đúng là sự may mắn của Long quốc chúng ta." Lê Vĩnh Thiên cảm thán nói. Giang sơn của tôi còn phải dựa vào sự bảo vệ của mấy người. Hiện tại Hà Ngọc Vinh đã hoàn thành nhiệm vụ, lại bị bắt, đương nhiên tôi phải tự mình xuất binh đi cứu cô ấy rồi." Quốc phương Long quốc nói. Sau đó, Quốc phương Long quốc lập tức cho người liên hệ với quốc phương sư quốc mới của sư quốc và muốn tự mình nói chuyện với ông ta. Chương 974 tù binh Lúc này, quân địch sư quốc đã bắt Hà Ngọc Vinh trở thành tù binh và tiến hành kiểm tra cô ấy thì phát hiện cô ấy đeo ra mặt giả. Sau khi bọn họ xé ra mặt giả của cô ấy ra thì mới phát hiện ra chuyện cô ấy là một cô gái Long quốc. Bọn họ lập tức báo cáo tình hình cho Quốc Vương sư quốc mới. Lúc này, Quốc Vương sư quốc mới đã biết được xạ thủ này là người của Long quốc dịch dung thành người của sư quốc để bắn chết Quốc Vương sư quốc. Nhận được điện thoại của Quốc Vương Long quốc, Quốc vương Sư quốc mới trực tiếp tỏ vẻ không khách khí nói: "Quốc vương Long quốc, ông phái người sang giết quốc vương Sư quốc của chúng tôi, ông đã làm ra một chuyện đê tiện như vậy, còn có mặt mũi gọi điện thoại cho tôi sao? Sư quốc các người tuyên chiến với Long quốc chúng ta, cũng không có tuyên bố đình chiến. Hiện tại vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh, tôi có thể giết chết quốc vương Sư quốc các người, đó chính là bản lĩnh của tôi. Hai nước giao chiến, ai cũng có thể giết nếu như các người có bản lĩnh thì cũng có thể phái người tới đây giết tôi. Quốc phương Long Quốc nói. Ông, đừng kiêu ngạo, sớm muộn gì ông cũng sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình quốc phương sư quốc mới tức giận nói. Nói nhảm ít thôi, hôm nay, tôi gọi điện thoại đến không phải là để đấu miệng với anh, tôi muốn đàm phán với anh một chuyện. Quốc phương Long Quốc nói. Đàm phán chuyện gì, quốc phương sư quốc mới hỏi tôi muốn dùng năm 000 tù binh dưới trướng tướng Peter của các người để trao đổi xạ thủ Hà Ngọc Vinh đã bắn quốc vương sư quốc các người. Quốc vương Long Quốc đi thẳng vào vấn đề nói. Xạ thủ của các người đã giết chết quốc vương sư quốc chúng tôi, lại còn nổ bom để khiến nhiều tướng sĩ của chúng tôi phải hy sinh như vậy. Cho nên, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Quốc vương sư quốc mới nói. Dùng năm chục nghìn binh mã của các người để đổi lấy một người mà anh cũng không muốn đổi sao. Anh phải suy nghĩ cho thật kỹ, là năm chục mình binh lính của sư quốc các người đó. Quốc Vương Long Quốc không nghĩ tới quốc Vương sư quốc mới vậy mà lại không đồng ý. Không thay đổi, đánh chết cũng không đổi, sát thủ của các người quá đáng ghét, cho nên nhất định phải xử tử, mới có thể giải mối hận thù trong lòng chúng tôi. Quốc Vương sư quốc mới kiên quyết nói. Nếu như không phải sát thủ của tôi giết chết quốc Vương sư quốc của mấy người thì làm sao có thể đến lượt anh được trở thành quốc Vương sư quốc như vậy chứ? anh nên biết ơn xả thủ của chúng tôi mới đúng cô ấy đã giúp anh đẩy nhanh việc nhậm chức quốc phương long quốc vì cứu hà ngọc vinh mà cố gắng nói lý lẽ để thuyết phục quốc phương sư quốc mới đừng có ra vẻ như vậy cho dù ông có nói thế nào tôi cũng không bỏ qua xả thủ của mấy người đâu nếu tôi thả cô ta ra thì tôi cũng khó mà thu phục được lòng dân không những vậy còn không có mặt mũi nào để nhìn người dân của sư quốc nữa ba ngày sau cô ta nhất định phải chết quốc phương sư quốc mới nói nếu như anh dám xử tử xạ thủ của chúng tôi chúng tôi nhất định sẽ san bằng sư quốc của các người quốc phương long quốc ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu rất khí phách vậy thì các người mau cưỡi ngựa mà tới đâu đi ai sợ ai quốc phương sư quốc mới vừa nhậm chức cũng nhất quyết tỏ ra cứng rắn anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì sự kiêu ngạo này của mình anh cũng sẽ có kết cục giống như quốc phương sư quốc của mình thôi Quốc vương Long Quốc thấy mình không còn cách nào để nói chuyện với quốc vương sư quốc mới cho nên sau khi nói xong câu đó đã lập tức ầm một tiếng, cúp điện thoại. Quốc phương, quốc phương sư quốc mới của sư quốc, không chịu dùng năm chục nghìn tù binh để trao đổi Hà Ngọc Vinh sao? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Đúng vậy, tên quốc phương sư quốc mới này quá cố chấp. Cứ nhất định phải xử tử Hà Ngọc Vinh, hộ xoái lên, cậu còn cách nào khác không? Quốc phương Long Quốc hỏi nếu quốc phương sư quốc mới này đã ngoan cố như vậy tôi cũng không có cách nào khác chỉ còn cách có đánh một trận với sư quốc mà thôi lê vĩnh thiên nói được vậy thì khai chiến với sư quốc và bình định sư quốc quốc vương long quốc nói mà tướng tuân mệnh lê vĩnh thiên lập tức lĩnh mệnh hiện tại tôi chính thức bổ nhiệm cậu trở thành phạt sư đại nguyên soái để cậu dẫn đầu binh lính xuất trinh đến sư quốc nhất định phải cứu được hà ngọc vinh quốc phương long quốc nói tạ quốc phương mà tương nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của quốc vương và mặt tướng chắc chắn sẽ bình ổn sư quốc, cứu được Hà Ngọc Vinh ra ngoài. Lê Vĩnh Thiên nói, thời gian gấp gáp, cho nên cậu hãy mau chóng sắp xếp, tập kết đại quân, nhanh chóng bình định sư quốc. Quốc vương Long Quốc nói, gió, quốc vương, ngài hãy bảo trọng, mà tướng xin cáo lui trước. Lê Vĩnh Thiên nói, đi đi, tôi chúc cậu có được chiến thắng ngay ở trận đầu mà sớm ngày trở về. Quốc vương Long Quốc nói, Lê Vĩnh Thiên ra khỏi Long Cung. Hiện tại, anh sẽ không trở về thành phố Đà Lạt nữa, mà là trực tiếp bay tới biên giới phía Bắc để chuẩn bị công kích sư quốc. chương 975 biên giới phía Bắc Khi Lê Vĩnh Thiên bay đến biên giới phía Bắc, hộ soái chân Bắc Trương Lâm Lương đã lập tức dân theo các tướng lĩnh của biên giới phía Bắc đến sân bay nghênh đón. Trên đường đến biên giới phía Bắc của Lê Vĩnh Thiên, hộ soái trấn Bắc Trương Lâm Lương đã nhận được mật điện của quốc vương Long Quốc về chuyện chính thức bổ nhiệm Lê Vĩnh Thiên làm phạt sư đại nguyên soái. Sau khi Lê Vĩnh Thiên đến chiến trường phía Bắc, anh sẽ lập tức triệu tập các đại binh lính cao cấp của biên giới phía Bắc để mở một cuộc họp và nghiên cứu ra phương án công kích sư quốc. Trải qua một cuộc họp để tìm ra phương án, Lê Vĩnh Thiên quyết định lấy chiến thuật tia chấp, tức là chia binh lính thành ba đường để cùng lúc đánh tan phòng tuyến của sư quốc. Sau đó, đi thẳng vào và trực tiếp đánh vào trong sư quốc. Lê Vĩnh Thiên Điều Sư Đoàn là con át chủ bài của mình ở biên giới phía Tây đến. Mà Thiết Kỵ Sư và Thiết Huyết Sư cũng vội vàng được điều về biên giới phía Bắc. Bởi vì lang Quốc ở phía Tây đã đầu hàng, cho nên biên giới phía Tây đã không cần phải được canh gác một cách nghiêm ngặt, cho nên Lê Vĩnh Thiên mới dám điều Thiết Kỵ Sư và Thiết Huyết Sư đến biên giới phía Bắc. Chỉ cần có Sư Đoàn Lưu Hổ lang ở lại chấn thủ biên giới phía Tây là đã đủ rồi. Đồng thời, Lê Vĩnh Thiên còn nhanh chóng điều sư đoàn dũng sĩ ở thành phố Đà Lạt nhanh chóng trở về biên giới phía Bắc để cùng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đặc kết hợp cùng nhau ở biên giới phía Bắc. Lúc này, ở thành phố Đà Lạt chỉ lưu lại binh lính của Lê Lương quân chấn thủ. Thành phố Đà Lạt cách chiến trường phía Nam cũng không xa, nếu có chuyện gì, bất cứ lúc này bọn họ đều có thể từ chiến trường phía Nam điều binh đến thành phố Đà Lạt. Mục đích cuối cùng của lần công kích sư quốc này chính là vì cứu Hà Ngọc Vinh trong lòng lê vĩnh thiên đã quyết định anh phải đích thân dẫn sư đoàn dũng sĩ và đội đặc nhiệm phượng hoàng đuổi giết vào sư quốc để cứu hà ngọc vinh ra ngoài thiết kỵ sư thiết huyết sư sư đoàn dũng sĩ đội đặc nhiệm phượng hoàng và phạm cương đã nhận được mệnh lệnh của lê vĩnh thiên tất cả bọn họ đều lập tức khởi hành tiến về biên giới phía bắc lê vĩnh thiên ở biên giới phía bắc rảnh rỗi gọi điện thoại cho chu nhược mai chu nhược mai nhận được điện thoại của lê vĩnh thiên và hỏi với giọng điệu có chút tức giận lê vĩnh thiên mấy ngày nay không thấy anh đâu rốt cuộc là anh đã chạy đi đâu vậy nhược mai gần đây anh tương đối bận rộn bây giờ tôi đã đến biên giới phía bắc rồi lê vĩnh thiên nói cái gì anh lại đến biên giới phía bắc nữa à anh làm gì ở biên giới phía bắc vậy hả chu nhược mai kinh ngạc hỏi đây là một bí mật anh không thể nói cho em biết được những ngày anh không ở nhà em hãy chăm sóc cho mẹ và em gái của anh thật tốt nhớ lê vĩnh thiên dặn dò anh cứ bận việc của mình đi, em sẽ chăm sóc hai người bọn họ thật tốt. Chu Nhược Mai biết chuyện Lê Vĩnh Thiên không chịu nói, nhất định là chuyện quan trọng, cho nên cô cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tuy lúc này anh đã rời khỏi thành phố Đà Lạt nhưng mà hộ vệ của anh vẫn ở lại để bảo vệ em. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ không còn sử dụng điện thoại di động cá nhân, nếu có bất cứ điều gì, em hãy bảo hộ vệ trực tiếp liên lạc với anh." Lê Vĩnh Thiên nói. "Được rồi." Hiện tại quốc vương sư quốc và quốc vương nước dẫn giao đều đã bị xạ thủ thần bí giết chết. Đây là một chuyện rất tốt đối với Đại Long Quốc chúng ta. Chu Nhược Mai nói. Đúng vậy, tôi cũng biết chuyện này rồi. Là Lê Vĩnh Thiên đã phái tương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh đi qua ám sát quốc vương run đất quốc cùng quốc vương sư quốc sư quốc. Hắn đương nhiên biết. Anh phải đi biên giới phía Bắc trong bao lâu? Khi nào anh sẽ trở về? Chu Nhược Mai hỏi. Chuyện này anh cũng không dám chắc nhưng sẽ nhanh thôi mấy ngày nữa anh sẽ trở về lê vĩnh thiên nói nếu chậm thì sẽ phải mất bao lâu chu nhược mai lại hỏi nếu chậm thì anh cũng không biết phải mất bao lâu lê vĩnh thiên thật sự không có cách nào để dự liệu thời gian chuyện trên chiến trường có thể thay đổi chỉ trong một cái nháy mắt ai cũng không cách nào đoán trước không làm tốt thì có thể sẽ không bao giờ trở lại nhưng mà cho dù mất bao lâu em cũng sẽ đợi anh trở về anh nhất định phải trở về một cách an toàn đó. Chu Nhược Mai thấy Lê Vĩnh Thiên không chịu nói về một khoảng thời gian xác định cho nên cô đã đoán tình hình này có vẻ nghiêm trọng. Anh sẽ trở về, em cũng phải bảo trọng, nếu không còn việc gì, anh cúp máy đây." Lê Vĩnh Thiên nói. "Ừm, um, anh cũng phải bảo trọng." Chu Nhược Mai nói. Các sư đoàn chủ lực của Lê Vĩnh Thiên là Thiết Kỵ sư, Thiết Huyết sư, sư đoàn Dũng sĩ đã đồng loạt tiến tới biên giới phía bắc. Mà việc điều động lớn như vậy cho nên trinh sát của sư quốc đương nhiên là cũng tới đây thám thính. Đại quân Long quốc tập kết tại biên giới phía Bắc Khiên cho dân chúng bên sư quốc đều cảm thấy hoảng hốt, lòng người thì hoảng sợ. Hiện tại, Long quốc điều động một số lượng binh lính lớn đến như vậy, người của sư quốc đương nhiên là cũng đoán được Long quốc sắp khai chiến với sư quốc. Quốc vương Long quốc dứt khoát để cho truyền thông đưa tin tức, nói Long quốc dùng 50.000 tù binh của sư quốc để trao đổi xạ thủ đã bắn giết quốc vương sư quốc nhưng quốc phương sư quốc mới lại không đồng ý mà cứ nhất quyết phải bỏ qua sự sống chết của năm chục nghìn tù binh đã tham gia chiến tranh của mình. Và một mình muốn xử tử tên xạ thủ của Long quốc. Hơn nữa, còn muốn cứng rắn đến cùng với Long quốc. Điều này đã khiến sư quốc rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Một khi tin tức này được truyền ra ngoài, dân chúng bên sư quốc sẽ càng oán hận. Hơn nữa, bọn họ chắc chắn sẽ tỏ ra bất mãn hơn đối với quyết định của quốc phương sư quốc mới này bọn họ đều cảm thấy quyết định cố chấp của quốc vương sư quốc mới rất có khả năng sẽ đưa sư quốc rơi vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không khôi phục được người nhà của năm chục tù binh chiến tranh của sư quốc cũng đã tập kết đến tại quốc đô của sư quốc để diễu hành thảo phạt quốc vương sư quốc mới bọn họ mắng ông ta là một kẻ điên là đồ ngu ngốc là phái ngoan cố không những gây hỏa cho đất nước mà còn làm hại nhân dân Người nhà của những tù nhân chiến tranh này không quản đến cái chết của sinh của quốc vương sư quốc mà bọn họ chỉ nghĩ đến việc con trai của mình có thể bình an trở về hay không mà thôi. Các binh lính của sư quốc nhìn thấy quốc vương sư quốc vậy mà lại không tiếp nhận Long Quốc là dùng năm chục nghìn tù binh chiến tranh của sư quốc để đổi lấy một xạ thủ Long Quốc thì cũng lập tức tỏ ra không thích quốc vương sư quốc nước mình. Vì thế, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ bất mãn với quốc vương sư quốc mới nhậm chức này, chuyện này đã khiến cho lòng quân tan rã lý do long quốc để các phương tiện truyền thông phát hành các tin tức này chính là để đạt được mục đích này trước tiên là đánh vào mặt tư tưởng quốc phương sư quốc mới không nghĩ tới quyết định cứng rắn này của mình lại có thể khiến cho nhiều người bất mãn đến như vậy cho nên lúc này ông ta cảm thấy cực kỳ đau đầu ông ta cứ khăng khăng muốn xử tử xạ thủ hà ngọc vinh người đã bắn chết quốc phương sư quốc cũ như vậy là vì muốn lập uy tỏ ra mình rất cường ngạnh thế nhưng không nghĩ tới cách này lại phản tác dụng ông ta cũng vừa mới nhậm chức, quyền lực còn chưa ổn định, chưa thể hoàn toàn nắm giữ được cục diện. Mà lúc này, người trong nước lại oán hận nói, Long Quốc đã tập kết một đại quân lớn ở biên giới phía Bắc, bất cứ khi nào có thể khai chiến với sư quốc một cách toàn diện, khiến cho ông ta cũng không biết làm thế nào mới là tốt nhất. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 44